Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại Đại Kinh đoạn tận ái thứ 38 kinh Trung Bộ nói về nghệ thuật chặt đứt mắt xích của khổ đau. Chúng tôi tạm vận dụng hình ảnh mắt xích khổ đau thay thế một cách chuyển thể khái niệm Tanha Sankhaya ở trong Pali, đoạn tận ái. Động tác đoạn tận gợi lên một hình ảnh chặt đứt từ ngay gốc rễ của nó. Ái đây là thái độ ái trước về bản chất của nỗi khổ niềm đau và tất cả những hình ảnh liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nó. Thay vì nói chặt đứt các mắt xích tham ái, chúng tôi nói thẳng là mắt xích khổ đạo, vì bản chất của tham ái dẫn đến khổ đạo. Bản kinh này bắt nguồn từ một sự kiện nhân của một vị xuất gia tên là Sati, quan niệm sai lầm rằng thần thức luân chuyển qua các cõi luân hồi không hề có một hình thái gì của sự thay đổi. Từ đó Đức Phật đã phân tích về thuyết duyên khởi, giải thích về bản chất và yếu tố các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến trật tự hoạt động của thân và của tâm. Từ đó Ngài đã hướng dẫn phương pháp chặt đứt tiến trình và mắc xích của khổ đau. Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài kinh Người Bắt Rắn thứ 22, Như Lai Thế Tôn đã có dịp giải thích về thái độ cho rằng sự hưởng thụ các hoạt động tính dục không làm cản trở con đường và đời sống tâm linh của người giải thoát. Như nói lên được đó là bản chất của dục thủ chấp trước về tính dục. Ở bản kinh này, Như Lai Thế Tôn dạy và phân tích về bản chất của kiến thủ, thái độ chấp trước về sự sai lầm trong tu tập và quan niệm, cũng không hề kém phần quan trọng dẫn đến nỗi khổ niềm đau của tiến trình sanh tử luân hồi. Sự chấp trước được quan niệm trong nhà Phật như là một mắt xích của trói buộc, bám víu vào bất kỳ một quan niệm nào, sự trói buộc bắt đầu có mặt. Có thể chúng ta nói sống mà không có lập trường, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Nhưng lập trường có thể được hiểu như là một trong những thái độ chấp về cái đúng, chấp về đạo đức, chấp về những giá trị tinh thần, vân vân. Mặc dù là những cái đúng, cái tốt, cái giá trị, sự bám víu vào nó cũng dẫn đến một cái gì đó tạo ra mất sức của những hệ lụy. Do đó nhà Phật không bao giờ sử dụng khái niệm lập trường, mà chỉ sử dụng con đường chân chính, đạo lý chân chính, có giá trị chuyển hóa, mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Nói một cách khác, con đường chân chính và đạo lý tâm linh không phải để chấp trước, bám víu, mà được sử dụng như một công cụ. Bản chất của công cụ mang tính điều kiện, có thể rất thích ứng trong tình huống này, nhưng có thể trở nên vô nghĩa trong những tình huống khác. Có thể trở thành sự lựa chọn rất lý tưởng của một người nào đó, nhưng có thể trở nên rất vô nghĩa cho những người còn lại.
nó ứng với tính cách và trình độ nghiệp thức của con người. Vấn đề ở chỗ là nhà Phật không bao giờ dạy các hành giả bám víu vào bất kỳ một cái gì, dù đó là con đường, dù đó là đạo lý, mà sử dụng con đường và đạo lý như một phương tiện rất hữu nghiệm để có thể mang lại giá trị an vui và hạnh phúc. Trong truyền thống con đường tâm linh trong thời của Đức Phật, nổi bật nhất là hai khuynh hướng truyền thống Bà La Môn và khuynh hướng cách tăng của Sa Môn. Khuynh hướng Bà La Môn lấy điểm khởi điểm từ kinh điển Vệ Đà, đồng hóa những gì được nêu ra trong bản kinh này là giá trị chân lý. Tác giả của nó không ai khác hơn là Thượng Đế hay Phạm Thiên. Từ đó định chế xã hội tập cấp gồm nhiều thành phần đã bắt đầu có mặt với sự áp đặt về quan niệm, làm cho mọi người không dám đặt vấn đề, có những khuynh hướng thay đổi chúng. Khuynh hướng đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người, bên cạnh những nỗi niềm hạnh phúc của thượng tầng kiến trúc xã hội, bao gồm những thành phần thượng lưu trí thức thuộc trường phái và truyền thống Bà La Môn, cũng như truyền thống của vua chúa. 80% còn lại của cấu trúc xã hội Ấn Độ trở thành nạn nhân của quan niệm sai lầm. Quan niệm đó là thái độ chiến thủ, bám víu vào truyền thống sai, dẫn đến những hệ lụy cho thần dân ở một quốc gia nào đó. Truyền thống này được xem như là thành trì rất vững chãi, có một thời gian khá dài, nhưng đã bị thách thức bằng một truyền thống tâm linh mới, đó là truyền thống của Sa Môn. Khái niệm Sa Môn lúc đầu được sử dụng là một từ ngữ ám chỉ cho tất cả những người tu hành không chấp nhận truyền thống tư tưởng của kinh điển Vệ Đà, thách đố lại những giá trị chân lý được nêu ra trong kinh điển này, không thừa nhận vai trò của Phạm Thiên sáng thế, không thừa nhận cấu trúc xã hội bất bình đẳng 4 giai cấp, không chấp nhận thái độ bất bình đẳng giữa nam và nữ và nhiều tệ nạn xã hội khác. Cho nên họ đã đi tìm kiếm những con đường tâm linh khác với truyền thống áp đặt lên họ. Nổi tiếng nhất có 4 trường phái Sa Môn. Trường phái đầu tiên là trường phái Sa Môn Tự Nhiên, là những nhà tu hành phân du rầy đây mai đó, sống cuộc đời rất ham khổ với một niềm hy vọng rằng nhờ đó các giác quan đã mất đi hết khả năng thích ứng và không hề có những nhu cầu đòi hỏi về sự hưởng thụ. Con đường của tâm linh bắt đầu được bén mảng và xuất hiện. Truyền thống Sa Môn thứ hai là truyền thống của những nhà tu khổ hạnh, đặc biệt về một hạnh đức nào đó, chẳng hạn như đứng hoài không nằm không ngồi, còn nằm thì nằm trên những loại giường ghế rất thô sơ, tạo những cảm giác khó chịu trên toàn thân để người đó không còn đam mê hứng thú về bất kỳ cái gì khác. Thì truyền thống Sa Môn này cũng được liệt vào truyền thống Sa Môn Tự Nhiên. Truyền thống Sa Môn thứ ba thuộc về đạo Kỳ Na, là những nhà khổ hạnh ép sát, không hề ăn mặn, không hề sát hại chúng sanh, nhưng là rơi vào một trạng thái rất cực đoan, trở về nguồn với quy quỹ thiên nhiên khi con người mới được ra đời, chủ trương mặc áo không khí, không hề sử dụng bất kỳ một vật liệu nào được con người quy ước như là các dụng cụ để che thân. Ba truyền thống tâm linh này đã mở ra một con đường mới. Chí nhất nó thay thế và thách thức lại với truyền thống Bà La Môn giáo. Dĩ nhiên là trong tiến trình thay thế và thách thức này, không phải
những nội dung của nó đều được người ta chấp nhận vì nó có nhiều điều hạn chế, chẳng hạn truyền thống Bà La Môn, chủ trương về xã hội tập cấp, truyền thống Sa Môn phủ định truyền thống tập cấp này, nhưng lại không đưa ra được những cơ sở lý lẽ về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh, về phương diện xã hội và về những phương diện khác để làm cho con người trở nên bị thuyết phục và theo đạo lý mới này. Trong số các nhà Sa Môn tự nhiên đã dẫn ra một thái độ chủ trương về duy vật cổ sơ, không thừa nhận có đời sống kiếp sau. Tiến trình của đời sống chặt đứt sau khi con người trở về với đất nước gió lửa, khuynh hướng đó đã tạo ra những quan niệm hết sức nguy hại cho đời sống đạo đức. Vì khi con đường nhân quả đạo đức giữa đời sống hiện tại và tương lai không được thiết lập, con người có thể trở nên bị ám độn, mất hết tất cả những trách nhiệm cần thiết về hành vi của mình. Từ đó sự cám dỗ có thể len lỏi vào trong não trạng và hành vi, dẫn đến tiến trình làm băng hoại tư cách đạo đức của bản thân và ảnh hưởng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng. Trong truyền thống Sa Môn của đó đã xuất hiện con đường tâm linh rất mới, có nhiều giá trị và tạo sự thu hút về đời sống tinh thần lúc bấy giờ rất lớn. Đó là truyền thống Sa Môn của Như Lai Thế Tôn. Ngài cũng là một nhà Sa Môn, nhưng sự vượt trội của Ngài về phương diện phương pháp thực tập, giá trị hiện thực của phương pháp thực tập, kết quả rất ấn tượng, lâu dài bền bỉ, mang lại sự chuyển hóa, có thể nhổ lên tận gốc rễ của nỗi khổ niềm đau, đã làm cho truyền thống đó trở thành mảnh đất tâm linh mới, trở thành thực phẩm tâm linh mới của truyền thống tâm linh Ấn Độ. Do vì trong một thời gian quá ngắn, việc kết nạp những vị xuất gia mới vào trong giáo đoàn của Như Lai Thế Tôn nhiều quá, vì sau này đã dẫn đến tình trạng có nhiều người chưa quên được các quan niệm sai lầm lúc mà mình còn là một tu sĩ của những truyền thống Sa Môn và Bà La Môn. Các quan niệm sai lầm đó tiếp tục được diễn ra, ảnh hưởng và có thể làm chao đảo quan niệm chân chánh của những vị xuất gia đúng phương pháp, như là thiếu niềm tin và thiếu kiến thức vững chãi để có thể nhìn thấy được các quan niệm phi truyền thống Phật giáo có thể có tác hại đến đời sống tâm linh và tu tập của hành giả nói chung. Một trong những con người đó là thầy Tỳ Kheo Sati. Phương pháp tu tập thường bắt nguồn từ nhận thức của tâm. Khi nhận thức của tâm bị sai lầm, tất cả mọi sự kéo theo, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể bị ảnh hưởng. Thứ nhất, bản kinh đã đề cập đến nghệ thuật xác quyết và chuyển hóa người có quan điểm sai lầm. Đây là một kinh nghiệm vừa mang bản chất giáo dục, vừa mang các yếu tố của Hoằng pháp, mà tất cả các đấng phụ huynh có thể áp dụng để giúp đỡ cho con em và người thân của mình khi phát hiện rằng ở họ đó có những yếu tố chưa được hoàn thiện về nhận thức, về tính tình, về khuynh hướng và về đời sống. Không hề có sự áp đặt và nâng vai trò chân lý trở thành một cái gì đó buộc người khác phải theo ở trong cách thức xác quyết và chuyển hóa người có quan điểm sai lầm đối với Như Lai Thế Tôn. Tỳ Kheo Sati vốn là người xuất thân từ giai cấp thấp, con của một người đánh cá, có quan niệm rằng thần thức này là một tiến trình rong ruổi trong sáu cõi ba đường, nhưng không hề có sự thay đổi về phương diện bản chất, nhận thức cũng như là tâm lý dẫn đến hành vi hàng ngày. Quan niệm này được xem như là quan niệm trọng tâm và cốt lõi của triết học Bà La Môn giáo.
khi họ cho rằng tâm thức con người không hề thay đổi, thì ai mang thân phận của Bà La Môn thì nghìn đời nhiều kiếp sanh ra phải là Bà La Môn. Ai mang thân phận xuất thân từ gia tộc vua chúa, cái nhà chính trị cầm cân nảy mực một quốc gia, thì con cháu nhiều đời của họ sẽ tiếp thu được truyền thống tâm linh đó, truyền thống quyền thế đó, không hề có sự thay thế. Ngược lại, những người xuất thân từ giai cấp thấp, thần thức này mang yếu tố, mang não trạng, mang khuynh hướng, mang hạt giống, mang năng lực của những cái gì rất thấp và kém, cho nên vận mệnh của họ đã được gắn liền ngay thời điểm họ có mặt ở trong phôi thai của người mẹ. Đó là quan điểm dẫn đến chủ nghĩa định mệnh về cấu trúc xã hội, định mệnh an bài trong sinh hoạt thường nhật của người Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn còn diễn ra như một nỗi đau của kiếp người. Tất cả những vị đồng tu khi được biết tỳ kheo Sati có quan niệm sai lầm đã dùng rất nhiều phương pháp, ngay cả phương pháp cạc phấn phản biện, nhằm chứng minh rằng quan niệm đó là quan niệm phi chính thống của nhà Phật. Những bằng thân phận và hình thái của một vị xuất gia theo Phật giáo, đừng bao giờ tuyên truyền và cho rằng giá trị của những cái phi Phật giáo là chân lý. Chúng ta được quyền tự do ý chí, tự do quan điểm, tự do học thuyết, điều đó Đức Phật tôn trọng. Nhưng mỗi khi chúng ta nhân danh rằng mình là một người Phật tử, chúng ta nói rằng đây là lời dạy của Đức Phật, thì nội dung của lời tuyên bố đó phải ứng với những gì mà Như Lai Thế Tôn đã dạy. Chúng ta không thể mạo nhận đánh đồng hai quan điểm hay học thuyết khác nhau, một cái của Bà La Môn giáo hay là của tôn giáo tiền thân trước khi mình có mặt ở trong giáo pháp của Như Lai, để cho rằng nó chính là một phần của giáo huấn của Đức Phật. Vì đó sẽ dẫn đến sự hiểu lầm, lẫn lộn giữa hai nội dung hoàn toàn khác biệt. Các vị đồng phạm hạnh với tỳ kheo Sati đã khuyên tỳ kheo Sati không nên bám víu, chấp nhận và duy trì quan điểm sai lầm đó. Nếu như chấp nhận thì đừng bao giờ tự xưng rằng mình là một người xuất gia, thì Sati có thể tìm kiếm con đường tâm linh mới không sao cả. Nhưng nếu chấp nhận con đường tâm linh của Như Lai thì đừng bao giờ truyền bá và nói lại những gì hoàn toàn sai lầm với truyền thống tâm linh của Như Lai Thế Tôn. Các vị xuất gia đã nói xác quyết rằng Như Lai Thế Tôn của chúng ta đã từng tuyên bố mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đều do nhân duyên mà hình thành. Thần thức con người cũng như vậy, nó là một tập hợp của các điều kiện. Không có duyên hoặc là thiếu duyên thì thức không thể nào tồn tại và hiện khởi. Ấy thế mà Tỳ Kheo Sati vẫn cố chấp bảo thủ quan điểm. Đại chúng thấy rằng mình không đủ sức để thuyết phục người đồng tu, nên đã kính tường trình lại sự kiện cho Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn đã mời gọi Tỳ Kheo Sati đến xác quyết rằng Tỳ Kheo Sati này đã có quan điểm đó hay không, hay là những vị đồng tu do vì bất đồng quan điểm, hay là vì hiềm khích hoặc không thích với nhau cho nên đã có tình dựng lên một câu chuyện cũng không có thật. Dĩ nhiên với tha tâm thông và tuệ giác của Như Lai Thế Tôn, Ngài biết rất rõ ai có quan điểm gì, não trạng ra sao, khuynh hướng thế nào, dòng tâm tưởng của tâm với những bước đi và cách thức của nó đều được Ngài nhìn thấy một cách rất rõ ràng. Nhưng về phương diện xã hội đó, Ngài vẫn trút luật pháp về đời sống của những thành viên trong một cộng đồng. Mặc dù Ngài biết, nhưng làm thế nào để người khác cũng được biết như Ngài, cho đó phải chứng minh, cho đó phải được giải thích bằng nhân chứng cụ thể. Nhân chứng ở đây không ai khác hơn là bị cáo và đương đơn. Người đưa đơn trình bày Như Lai Thế Tôn là tất cả những người xuất gia. Người bị cáo đây là Tỳ Kheo Sati.
Dĩ nhiên Như Lai đã biết rằng Tỳ Kheo Sa Ti có quan niệm sai lạc, nhưng để nhân cơ hội giáo dục và thông qua sự giáo dục đó để giúp cho những người khác có thể có quan niệm sai lầm tương tự một cách công khai gián tiếp, tránh được những khuynh hướng sai lầm lớn hơn, nghiêm trọng hơn, Như Lai Thế Tôn đã mời gọi và tập hợp với tất cả những vị đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài để Ngài giải thích cho Tỳ Kheo Sa Ti biết. Khi được hỏi, Tỳ Kheo Sa Ti xác định rằng tất cả những gì được tường trình là sự thật. Như Lai Thế Tôn khuyên rằng do nhận thức sai lầm, do hiểu chưa tới những gì Như Lai Thế Tôn dạy về luân hồi, về nghiệp báo, về tiến trình nhân quả, về trách nhiệm đạo đức của con người đối với các hành vi, mà Sa Ti đã có quan niệm sai lầm. Nếu quan niệm sai lầm này không được chuyển hóa và thay đổi, thì chẳng những Sa Ti tự phá hoại đời sống hạnh phúc của mình, còn tệ hơn nữa là tạo đến ảnh hưởng bất hạnh và đau khổ cho người khác. Đó là một trong những cách thức tự làm tổn đức cho bản thân, Như Lai Thế Tôn đã sống rất rõ. Ở đây chúng ta thấy một yếu tố sự sai lầm của bản thân, nếu như không được công bố và không được gây một ảnh hưởng trực tiếp đối với cộng đồng, nó chỉ là một tác hại và nạn nhân chính là bản thân. Vấn đề ở đây là Tỳ Kheo Sa Ti đã đi tuyên bố học thuyết đó và cho rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương như vậy, tức là gán dựng một sự kiện mà Đức Phật không hề có quan điểm, không hề giảng dạy, không hề truyền bá, để cho mọi người có thể hiểu sai học thuyết của Như Lai Thế Tôn. Từ đó con đường tiếp cận với tâm linh thông qua lời giảng dạy của Ngài bị bế tắc. Vấn đề ở chỗ khi người ta đẩn thức hóa hay là so sánh đối chiếu hai cái quan điểm khác nhau từ hai truyền thống tôn giáo khác nhau là một, một bên là Bà La Môn giáo và một bên là Đạo Phật, thì những người có truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo lâu đời sẽ không thể nào nhìn thấy được những nét đặc điểm từ lời dạy của Như Lai Thế Tôn. Làm thế nào họ có thể đi theo con đường mới này? Cho nên khi tuyên bố và phổ cập một quan điểm sai lầm gán cho danh nghĩa Như Lai Thế Tôn thì ảnh hưởng và tác hại cho nó lớn như lắm. Như Lai Thế Tôn muốn nói ở chỗ đó là nếu như dụng ý và cố tình xuyên tạc quan điểm của Như Lai Thế Tôn thì đó là một sự tổn đức. Tổn đức ở chỗ là bịt lối về con đường tuệ giác, làm cho người khác không thể nhìn thấy được đạo lý cao siêu huyền diệu. Như Lai Thế Tôn đã xác định rất rõ, không thể nào có một tia lửa tóe lên từ ánh sáng nhận thức sai lầm rằng bản chất của thần thức và cố định không hề có sự thay đổi trong tiến trình của sanh tử. Quan điểm đó rõ ràng trong thời đại ngày nay ai cũng có thể xem là đúng, bởi vì chúng ta đã được trải qua rất nhiều tiến trình của sự giáo dục. Chúng ta học hỏi đúng với kinh nghiệm của những người đi trước, của tôn giáo, của triết học, của đạo làm người văn văn. Nhưng trong thời đại của Như Lai Thế Tôn thì đó là một cái gì đó rất xa lạ, rằng trong tiến trình của sanh tử thần thức được thay đổi, khi con người làm con người, khi con người làm chư thiên, khi con người làm các loài động vật, khi con người trở thành loài ngạ quỷ, chịu rất nhiều nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, về nhận thức con vật, tất cả cái đó nó ứng với khuynh hướng lời nói, ý nghĩa, việc làm. Và ngay cả trong thời gian con người sống với hình thức là con người hay là các loại hình sự sống khác nhau, tâm tư, ý niệm, tình cảm, khuynh hướng, cảm xúc, thái độ, lý tưởng, ý thức hệ thay đổi liên tục. Ngay cả trong những con người có khuynh hướng, có lập trường bền vững nhất hay là bảo thủ nhất, cố chấp nhất, vẫn có sự thay đổi trước và sau, nhiều hoặc là ít.
Thì huống hồ trong tiến trình sinh tử, làm thế nào mà con người có thể duy trì được bản chất cố định đó? Điểm Như Lai muốn nhấn mạnh ở chỗ, nếu như chúng ta thấy được rằng thần thức của con người luôn luôn thay đổi, thì không thể có một định mệnh của cảm xúc, không thể có một định mệnh của nhận thức. Từ đó có thể không thể chấp nhận định mệnh của xã hội, định mệnh của con người. Mấu chốt của lý luận Như Lai Thế Tôn muốn cho mọi người nhìn thấy, và những người đã chịu ảnh hưởng quá nhiều đến truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo thấy được điều này. Từ đó các loại bất công trong xã hội có cơ hội được chuyển hóa và thay đổi. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã giải giải về bản chất của nhận thức. Trước nhất Như Lai Thế Tôn muốn cho Sa Tuy trình bày, trên cơ sở đó Như Lai Thế Tôn sẽ phân tích giúp cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì khi Sa Tuy đã nói rằng thức này rong ruổi không có sự đổi khác, đó là phán đoán thứ nhất nói về bản chất của nhận thức theo quan niệm của Bà La Môn giáo. Phán đoán thứ hai thì khi Sa Tuy đã cho rằng chính tâm thức này là tác nhân của nói, của cảm xúc, của tiếp nhận ở chỗ này chỗ kia, và dĩ nhiên là người chịu đựng tất cả mọi hành vi khổ ác hay là những hành động của con người nói chung. Quan điểm này rất khó xác quyết về sự giống và khác giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo. Bình thường khi chúng ta nói trách nhiệm hành vi đạo đức, chúng ta đã hình dung có một tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc, rồi phản ứng của tác nhân sẽ dẫn đến các kết quả mà tác nhân đó đã trực tiếp tạo ra. Có nghĩa là con người là kiến trúc sư của nỗi khổ niềm đau, của an vui hạnh phúc, và con người cũng chính là người cảm nhận tất cả mọi hành vi tạo tác của mình. Khi chúng ta mặc định về phương diện truyền thông với nhau để hiểu về tính trách nhiệm đạo đức, thì lời tuyên bố đó là một sự thật rất cần thiết để giúp cho chúng ta định vị được giá trị hành vi và ảnh hưởng của nó trong đời sống của con người. Nhưng từ góc độ của triết lý sâu xa hơn, chúng ta phải hiểu khái niệm về tác nhân chỉ là một khái niệm tạm mượn, chứ nó không có giá trị thật. Đạo Phật chủ trương vô ngã không có nghĩa là phủ định không có con người, mà nhằm xác quyết một điều: con người là một tổ hợp tâm vật lý. Khi quan niệm con người là một tổ hợp tâm vật lý thì dòng chảy cảm xúc, nhận thức, sự vận hành của nghiệp và ý niệm hóa liên hệ trực tiếp cũng gián tiếp đến đó, có thể được thay đổi. Do đó bản chất cuộc sống là một dòng chảy của cảm xúc, của nhận thức, của hành vi, chứ không phải là sự cố định. Sự tác tạo hành vi cũng là một dòng chảy. Kết quả tiếp nhận hành vi ảnh hưởng đến đời sống con người cũng là một dòng chảy. Nó là một tiến trình của sự biến dịch không ngừng. Quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta có thể có được một chỗ báo phiếu để làm mới lại cuộc đời, khi mà trong quá khứ mình đã từng làm điều xấu, đã từng tạo những hạt giống không vui, đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Còn cho rằng tác nhân đó là cố định, hành vi ảnh hưởng đến tác nhân đó không bao giờ thay đổi, là chúng ta đã tạo ra một vận mệnh, một định nghiệp cho con người, cho xã hội, cho cộng đồng. Ở đây Như Lai Thế Tôn đã nêu ra một ý niệm rất khác giữa quan niệm nhân quả của Ngài và quan niệm nhân quả của Bà La Môn giáo. Sau khi tượng trưng cho quan niệm Bà La Môn giáo, hãy làm việc A thì kết quả phải là A, không hề có thay đổi, không hề tăng, không hề giảm, dầu cho tâm lý, tình cảm của người có thể có thay đổi. Quan niệm định mệnh này đã tạo ra một cấu trúc bất phong trần và phong trần, cho thanh cao với đạo Phật thanh cao. Hay nói theo một cách thức khác là con vua thì lại làm vua, nghĩa là cha mẹ mình làm nghề gì, con cái sẽ ảnh hưởng và
tiếp nhận nghề đó, không có sự lựa chọn. Như là thế tôi đã thấy rất rõ qua định mệnh này đã tạo ra bản chất của xã hội tập cấp của Ấn Độ cổ đại. Chế độ tập cấp Ấn Độ cổ đại là một chế độ rất tinh vi, được lý giải dưới góc độ phân công lao động. Họ cho rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này có nhiều chức nghiệp khác nhau, tập hợp các chức nghiệp đó sẽ tạo ra một cơ cấu vận hành. Mỗi người đã một vai trò, một chức năng, giá trị vai trò chức năng đó hỗ trợ bổ sung cho nhau. Không thể có tình trạng một người đa năng quán xuyến hết tất cả mọi tình huống, cho nên có những người sinh ra đóng vai trò của người lao động tay chân thì người đó cứ tiếp tục vai trò của mình, đừng bao giờ có quyền dòng thay thế. Vì thiếu vai trò của họ, xã hội sẽ bị ngưng trệ. Những người có năng khiếu về chính trị, có sở trường về giáo dục hay có những hạt giống của tu tập thì tiếp tục con đường và lý tưởng đó, đừng có thay đổi từ vai trò vị trí của chính trị sang tu sĩ, từ tu sĩ sang thương gia, từ thương gia sang những người lao động. Ai ở vai trò vị trí nào cứ giữ nguyên vai trò vị trí đó. Quan điểm học thuyết đó lúc đầu được xem như một chân lý. Họ nghĩ rằng quá thật là đúng. Mỗi người sinh ra đã có một cá tính, có một năng lực khác nhau. Vai trò của giáo dục có thể làm thay đổi một phần nào đó, nhưng khó có thể thay đổi một cách trọn vẹn, vì chủ nghĩa định mệnh đã từ lâu áp đặt lên não trạng của những người Ấn Độ rồi. Sự áp đặt đó đã được nâng thành giá trị chân lý, cho nên họ đã phục thù chấp nhận, không hề dám đặt vấn đề. Chỉ là thế tôi là xác định rất rõ là thức do duyên khởi, không có những yếu tố môi trường hoàn cảnh này thức này không bao giờ có mặt. Như là thế tôi đã đưa ra một ánh dụ, chẳng hạn giống như lửa đó, tùy theo các nhiên liệu tạo ra nó mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu lửa được phát xuất từ củi thì được gọi là lửa củi, lửa phát xuất từ rơm gọi là lửa rơm, lửa phát xuất từ nhiên liệu của phân bò trong truyền thống của Ấn Độ được gọi là lửa phân bò, lửa do sấm sét tạo ra được gọi là lửa sấm sét, vân vân. Còn trong thời hiện đại này nó có thêm một số loại lửa mới, lửa điện tử hay là lửa vi ba hay là lửa ga, vân vân, tùy theo phương tiện tạo ra nó mà nó có tên gọi khác nhau. Sau khi nghe cách thức dẫn dụ của Như Lai Thế Tôn cảm thấy bị thuyết phục, và những người có mặt đó cảm thấy rằng Như Lai đã dùng một ảnh dụ rất đơn giản nhưng lại cho thấy được rằng bản chất của thức luôn luôn được thay đổi, giống như là hình ảnh của lửa. Không thể có sự vận chuyển từ hình thức lửa rơm với các tro bụi do rơm bị cháy rụi tạo thành. Nếu như có sự cố định thì lửa này sẽ không bao giờ tắt và rơm đó không bao giờ bị thiêu rụi. Ý như là tôi muốn nói chỗ này, nếu cho rằng thần thức con người không hề bị thay đổi trong tiến trình của sanh tử đó, thì không thể có tình trạng con người sanh ra tại sao bị già, già rồi chết, hoặc là từ những vị vua chúa bị lật đổ đảo chánh trở thành những người thường dân tù tội vân vân. Tất cả những điều đó nó nói lên sự vận chuyển thay đổi của điều kiện. Điểm thứ hai, như là Thế Tôn nói, thành thức của con người cũng vậy. Nếu có sự tiếp xúc giữa con mắt, màu sắc, hình thái, lớn nhỏ, vuông tròn, vân vân, thì cơ quan nhận thức đó được mệnh danh là nhãn thức, tức là sự nhận thức của con mắt. Tương tự lỗ tai với âm thanh được gọi là nhận thức của lỗ tai. Các giác quan khác và đối tượng nhận thức của chúng còn lại cũng có giá trị tương tự, và từ đó chúng ta có nhãn thức, ý thức, thần thức, thể thức, vị thức, vân vân. Chúng ta có thể hình dung một sự kiện, nếu như trong một căn nhà có 5 cái cửa sổ và 1 cái cửa cái,
vào giữa đêm chúng ta bật một cái đèn cầy lên hay là một ánh đuốc, từ bốn phương bên ngoài của căn nhà chúng ta thấy màu sáng đã hửng từ cửa cái và năm cái cửa sổ này. Chúng ta thấy ánh sáng của nó phát ra từ sáu điểm khác nhau. Chúng ta có thể nói đây là ánh sáng của cửa cái, ánh sáng của cửa sổ, ánh sáng của cửa trái, ánh sáng của cửa phải, ánh sáng của cửa trong, ánh sáng của cửa ngoài. Điều đó không có gì là sai. Nhưng bản chất đó, trong ngôi nhà này chỉ có một ngọn đuốc hay là chỉ có một đèn cầy được phát sáng, chứ không có sáu cái được phát sáng khác nhau. Nói một cách khác là khi như là chúng tôi đưa ra ảnh dụ đó, ngài muốn nói một điều. Khi gọi là nhãn thức đó, không nghĩa là nó có một cái thần thức riêng hoàn toàn độc lập với cái gọi là nhĩ thức, tức là nhận thức của lỗ tai. Tương tự đối với thiệt thức, thân thức, thiệt xúc thức vân vân. Chỉ có một tâm thức chung với các chức năng khác nhau liên hệ đến các giác quan mà con người và các loài động vật vốn có. Mỗi loài động vật đó, có chức năng nhạy cảm giác quan khác nhau. Con người có thể phát triển cơ năng giác quan của nhận thức thông qua con mắt và lỗ tai. Rồi con người có thể ứng dụng những kiến thức từ các giác quan này để tạo ra một tiến trình của giáo dục liên hệ đến lao động, liên hệ đến truyền thông, liên hệ đến kinh nghiệm, liên hệ đến sự tiếp nối các hạt giống năng lực này. Trong đó các loài động vật mặc dù có dày gặp giác quan, chẳng hạn như cái heo có các nếp nhăn chắc xám hơn con người, và các loài động vật khác có những loài đó có nhạy cảm giác quan của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng và của thân thể nhạy bén rất nhiều lần so với con người. Ấy thế mà chúng không thể tạo ra được những tiến trình của giáo dục như con người. Nó vẫn có những giới hạn nhất định của nó. Dù cho là nhận thức giác quan của con người hay là của các loài động vật, đừng tưởng rằng tất cả chúng là khác nhau, mà nó chỉ có một dòng tâm thức được thể hiện ra sáu cơ quan giác năng. Qua đến truyền thống của kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy giới thiệu thêm hai cơ quan nhận thức khác, đó là cơ quan bảo thủ chấp trước dẫn đến nỗi khổ niềm đau là mạt na thức, và kho tàng tất cả các năng lực hạt giống được tích tụ nhiều đời nhiều kiếp là mạt na thức, hay còn gọi là kho tàng tâm thức. Chính kho tàng tâm thức này là một nơi chứa đựng tất cả những hạt giống của hành vi, của thái độ của con người trải qua nhiều đời nhiều kiếp không hề bị mất. Cái kho tàng đó là một kho tàng phi vật lý, nó là một dòng chảy của tâm liên tục có mặt với con người và các loài chúng sanh qua tiến trình của sanh tử luân hồi. Quan niệm về sự có mặt lâu dài ở đời này và kiếp nọ giữa Bà La Môn giáo và đặc biệt qua hình ảnh chủ trương của Tỳ Kheo Sa Ti và của Đạo Phật khác nhau ở chỗ đó. Đức Phật cho rằng nhận thức con người lệ thuộc vào tính điều kiện, cho đó Bà La Môn giáo cho rằng nó là một cái gì đó cố định bất biến, cho nên không thể nào thay đổi vận mà vô thường. Mỗi giác quan có chức năng nhận thức đánh giá riêng biệt. Các chức năng đó đã hỗ trợ cho hạnh phúc, phục vụ cho hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời tạo ra nhiều sự rắc rối khi mà giá trị của hạnh phúc đã được vượt quá cái mức yêu cầu dung công của nó. Thức không phải là một thực tại vĩnh hằng, mà nó là một dòng chảy. Các bản văn tư tưởng của truyền thống kinh điển Đại Thừa cho rằng nó là một thác nước, nhìn từ xa như là một mặt phẳng, nhìn từ xa như là một khối, nhưng khi chúng ta nhìn thấy rõ nó đó, thì nó được nối kết bởi rất nhiều nguyên tử phân tử của H2 và O. Con người cũng vậy, cấu trúc vật lý cũng vậy, cấu trúc nhận thức cũng vậy. Tất cả những gì thuộc về tâm vật lý của con người là một
tổ hợp được hình thành bởi nhiều điều kiện và nhiều yếu tố khác nhau. Khi các giác quan bị trục trặc, chẳng hạn như bị đuôi mù hay là bị ảnh hưởng cận thị, loạn thị, viễn thị, thì khả năng nhận thức con mắt bị giảm đi nhiều lắm. Các giác quan còn lại như là tai, mũi, lưỡi, thân và não trạng cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Nghĩa là các giác quan tốt á, thì khả năng nhận thức tốt. Khả năng nhận thức tốt nó còn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh, chẳng hạn như là ánh sáng, rồi vị trí xa và gần của các đối vật, bản chất phát quan trong nội tại của các vật chất vân vân, thì sự nhận thức mới có thể được thiết lập khác nhau. Cho nên không thể nào cho có một nhận thức không thay đổi, trong khi đó điều kiện ánh sáng thay đổi cũng là một vật, chẳng hạn như là những đóa hoa hồng màu vàng tươi ở trên bàn, dưới ánh sáng của đèn neon thì màu vàng này không được lắm, nhưng nếu dưới ánh sáng của đèn tròn á, thì màu vàng này sẽ nổi bật hơn. Khi về đêm tất cả ánh sáng trong phòng này được tắt thì màu vàng này có mặt nhưng không thể nào tạo ra một cảm giác nhận thức ở con người rằng nó là màu vàng, thậm chí chúng ta không nhìn thấy nó. Do đó bản chất nhận thức là luôn luôn thay đổi và tùy thuộc rất nhiều vào điều kiện ánh sáng, vị trí, góc độ, tầm nhìn, điều kiện nhận thức của mắt, các giác quan, sức khỏe, vân vân. Thấy rõ được bản chất nhận thức là một dòng trôi chảy, cho phép tất cả chúng ta tin tưởng rằng những gì trong cuộc đời mình có thể được làm mới và cách tăng. Sự cách tăng và làm mới có thể được diễn ra theo hai chiều hướng khác nhau: chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực. Quan niệm tích cực dẫn đến chiều hướng tích cực, quan niệm tiêu cực dẫn đến chiều hướng tiêu cực. Do đó đừng bao giờ ỷ lại về thành quả tốt của mình trong quá khứ. Muốn tốt trong tương lai thì ở ngay hiện tại phải nỗ lực, phải phấn đấu nhiều lắm. Tình trạng suy thoái đạo đức có thể diễn ra, suy thoái nhận thức cũng có thể diễn ra, tài năng con người có thể bị mai một, chẳng hạn như dân gian Việt Nam nói lão lai tài tận. Khi có tuổi thì khả năng thích ứng với môi trường và những phát minh mới chậm đi, tất cả những kiến thức cũ trở thành một cái khối bám víu như là một chân lý, làm cho con người khó có thể tiếp thu những gì khác với mình, những gì được đào tạo trong truyền thống của mình. Do đó đã làm cho họ trở nên lạc hậu và mất đi hết tất cả mọi khả năng tiếp nhận những giá trị tốt hơn, cao hơn có thể có. Từ đó Đức Phật đã phân tích về tiến trình diễn ra từ nhận thức thông thường đến đời sống tự giác. Cái đó cũng là một dòng chảy lệ thuộc hoàn toàn vào nhận thức của tâm. Khi đưa ra về bản chất của nhận thức và tâm thức nói chung, không phải là một khối cố định bất biến như là Thế Tôn muốn ám chỉ và nêu ra phương châm cho chúng ta hướng đến là biến đời sống thông thường trở thành đời sống tuệ giác, tức là chuyển hóa nhận thức phàm phu trở thành tuệ giác của Bậc Thánh. Bản chất của giáo pháp Di Lặc Thế Tôn nằm ở chỗ này. Ngài không phải lập ra học thuyết triết học thông thường để bình luận nhận thức, đánh giá, so sánh, đối chiếu hay đối thoại hơn và thua. Học thuyết của Ngài có thể tạm gọi như vậy theo tư ngữ của con người, nhưng nó là một loại học thuyết phá vỡ hết tất cả mọi sự chấp trước của con người. Nó có thể được quan niệm như là một truyền thống triết học, nhưng bản chất triết học của Ngài là triết học của sự chuyển hóa. Khái niệm dụng từ ám chỉ cho lời Phật dạy là một triết học, một hệ thống, là một tôn giáo không quan trọng. Một quan trọng là nội dung của nó như thế nào, giá trị nó có thể giúp ích cho con người ra làm sao trong những tình huống cụ thể. Do đó từ cách nhìn này á, chúng ta có thể trở nên rất bình thản trước mọi áp đặt, định danh, dán nhãn của người khác về mình, rằng ông A là người nhiều chuyện, rằng bà B là người ham vui, rằng ông C là người rất sĩ diện,
nếu mình là ông A, bà B hay là anh C đó, đúng buồn. Vì bản chất nhận thức của người khác đối với mình không phải là một. Người ta có thể có một cấp, 100 cách, nghìn cách khác nhau nhận thức về mình, nhưng bản chất của mình chỉ là một thôi. Sự nhận thức và nội dung của cái bị nhận thức có thể khác nhau hoàn toàn. Do đó đừng ngại khi đưa người khác dán nhãn áp đặt lên những gì mình không có. Tôi không cần phải bận tâm làm những công việc quá thanh minh thanh nga. Khi có điều kiện và được người khác yêu cầu, tức là trình bày đúng về mình, còn tiếp nhận đúng hay không thuộc về người khác. Như Lê Thế Tôn đang hỏi thì Kesati và những người có mặt rằng các vị có thể nhìn thấy các đối tượng đang diễn ra trước mắt của các vị hay không? Chẳng hạn như là một con vật đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Tất cả mọi người trả lời là có. Như là Thế Tôn xác quyết theo điểm thứ hai là các loài động vật, trong đó có con người, tạo dựng ra mạng sống là nhờ nương vào các điều kiện, đặc biệt là thực phẩm. Không có thực phẩm đời sống của người có thể kéo dài thêm vài năm vài tháng là hết. Nạn chết đói đã diễn ra cướp đi mạng sống của vài triệu dân vào năm 1945 tại Việt Nam, tại Somali và các nước châu Phi, và nhiều nơi đã có chiến tranh diễn ra giữa các sắc tộc, giữa các quốc gia. Thực phẩm đã bị cạn kiệt, đời sống và của con người trở nên giảm thiểu, tuổi thọ được rút ngắn, bệnh tật gia tăng, cái chết có mặt. Ở đây như là Thế Tôn nói, sự cấu thành đời sống của con người nên nương tựa vào thực phẩm. Đời sống có hai dạng, đời sống vật lý và đời sống tâm lý. Thì thực phẩm cũng có hai dạng là thực phẩm vật lý và thực phẩm tinh thần. Đời sống vật lý liên hệ đến cấu trúc của thân thể này, được tạo ra bởi bốn yếu tố: chất rắn, chất rỗng, chất không khí và chất vận chuyển, đất nước gió lửa. Đời sống của nó và tuổi thọ của nó nương tựa vào thực phẩm, cơm ăn, nước uống và các loại dưỡng chất khác liên hệ đến thực phẩm này. Trong khi đó có một bộ phận về đời sống tinh thần rất quan trọng, đôi lúc chúng ta không quan tâm. Nó bao gồm cảm xúc, nhận thức, ý niệm hóa, tinh thần, tâm linh, đạo đức, các ý niệm, rồi nghệ thuật, vân vân. Do đó thực phẩm của nó phải là những cái thuộc về tinh thần. Đời sống tinh thần và vật chất hòa quyện với nhau giống như bóng đèn và luồng điện. Tách rời luồng điện ra khỏi bóng đèn thì luồng điện nó có, nhưng mà hiệu ứng của nó không cao. Chẳng hạn như công tắc cầu dao, hay là con chuột, hay là cái bóng bị đứt, dòng điện vẫn hiện hữu nhưng ánh sáng không được tỏa ra từ nó. Cho nên muốn cho nhận thức như là luồng điện và ánh sáng có mặt thì thân thể vật lý của người giống như bóng đèn và các dụng cụ liên hệ trực tiếp đến nó phải trong tình trạng tốt. Tính điều kiện này cho phép chúng ta tin tưởng một điều: đừng bao giờ chủ trương chủ nghĩa duy vật hay là chủ nghĩa duy tâm. Cả hai cái đều là cực đoan, đứng từ góc độ một nguyên nhân thể thị dẫn ra mọi sự vật hiện tượng còn lại. Khi chúng ta cho rằng vật chất là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, chúng ta đã quá đề cao vai trò của nó, từ đó có thể dẫn đến khuynh hướng của đời sống hưởng thụ. Vật chất là tất cả, tiền bạc là tất cả, gia tài sự nghiệp là tất cả. Trong khi đó, bản chất của hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc. Vật chất chỉ là một điều kiện, một phương tiện. Nếu chúng ta cho rằng tâm là tất cả, chúng ta rơi vào trạng thái cực đoan đó là. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Triết học của nhà Phật không hề chủ trương duy tâm như người ta đã gán ghép. Đức Phật chủ trương duyên khởi, chủ trương điều kiện, tính tương thuộc, tác động qua lại, không có một nguyên nhân thể thể, dù đó là tâm, dù đó là Phật. Cho rằng duy tâm hay vật cũng là cái cách thức nhận thức sai lầm, tách rời mọi sự vật ra khỏi sự tương tác của nó. Cho đến như là Thế Tôn đã cho thấy, khi mà con người có nhận thức thông thường
đi từ quan điểm cho rằng nó liên hệ đến tiến trình của các điều kiện. Con người có thể sống một cách rất thoải mái, bản chất là có khổ đau cũng có mặt từ đó. Nhưng vượt lên trên nó, Ngài muốn giới thiệu một đời sống tuệ giác bắt đầu từ sự chuyển hóa các năng lực của thái độ và tâm hoài nghi. Hoài nghi làm cho con người có cảm giác sợ hãi, từ sợ hãi để dẫn đến những chế độ an ninh không cần thiết, những ràng buộc, những quy định pháp quy, những cách thức bảo hộ bản sống của mình, vân vân. Từ đó chúng ta có thể có những thái độ khác, chẳng hạn như đối lập, rồi loại trừ xung đột lẫn nhau. Tất cả những đó đều bắt phát nguồn từ thái độ tâm lý hoài nghi. Hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi về người khác, hoài nghi về tôn giáo, hoài nghi về triết học, hoài nghi về bản chất của đời sống nói chung. Hoài nghi là một thái độ tâm lý tạo ra một năng lượng ghi chặt, bám víu, giống như tình trạng buộc chối chân người lại, thả người đó xuống một con sông, bảo người đó phải bơi về tới đích thật nhanh, thật an toàn. Từ đó người đó có chân trở thành như không có tay trở thành như không có, làm thế nào có thể tiến tới phía trước. Cho nên hoài nghi là một năng lực lôi kéo làm cho con người dậm chân tại chỗ trong cơn lốc của sự bảo thủ về một quan điểm nhất định nào đó. Ai có thái độ hoài nghi quá nhiều, người đó khó thể tu tập được, và nỗi khổ niềm đau mỗi khi được thiết lập rồi đó, nó sẽ có cơ hội được nuôi dưỡng, được bảo bọc, được chăm sóc. Cho nên tiến trình của hạnh phúc là một cái gì đó rất xa về. Con để của hoài nghi là lòng do dự, tức là không dứt khoát về thái độ về bất kỳ một quan điểm nào, về một khuynh hướng gì, cứ lưng khừng tới phía trước thì cũng không dám, lùi tới phía sau cũng không đành. Trạng thái đứng dậm chân tại chỗ đã làm cho người đó đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với những cái hay hơn, tốt đẹp hơn. Và từ đó nỗi khổ niềm đau đã bám víu vào trong kiếp người với tư cách là những người sống bình thường. Chỉ là cái tôi nói đời sống tự giác bắt nguồn từ một nỗ lực chuyển hóa về tâm hoài nghi đối với các vấn đề. Khi con người đã chuyển hóa được tâm hoài nghi thì trí tuệ bắt đầu được gieo mầm, nó bắt đầu được lớn mạnh trở thành một cây, cây đó có nhiều nhánh, có nhiều lá. Mọi người có nhận thức sáng suốt sẽ có niềm tin rất vững chãi về hạnh phúc của bản thân mình, không có tâm hận cầu đúng núi này trong núi nọ. Đôi lúc đó, từ thái độ vọng cầu với thái độ hoài nghi đó, những năng lực, những tiềm năng, điều kiện vốn có của mình đủ sức để làm cho mình hạnh phúc, nhưng mình không tin. Mình nghĩ rằng là phải đi một nơi nào thật là xa, phải tìm kiếm một nghề thật là mới, phải nương tựa vào con người này hay là người khác, vai trò vị trí xã hội thế kia, thì hạnh phúc của mình mới có thể được lâu dài. Cho nên đánh mất sở trường chạy theo sở đoản là một điều sai lầm rất lớn, do về tâm hồi nhưng mà ra cả. Phải xác quyết được những gì mình đang có với những điều kiện, tận dụng hết tất cả những cái đó để tạo ra một cái gì đó có lợi cho bản thân mình. Trong thời gian chúng tôi đi thuyết pháp tại Úc và Mỹ đó, được nghe rất nhiều câu chuyện của những người Việt Nam bị thương tại đây. Trong giai đoạn sau năm 75 á, số lượng thiền nhân đã vượt biên tìm kiếm mảnh đất hứa mới. Họ không còn có một sự lựa chọn nào từ hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp bằng tất cả những sự nỗ lực rất tích cực của họ. Cho nên sau thời gian 10 năm, 20 năm, họ có cơ ngơi sự nghiệp, giàu sang phú quý, có nhiều người thành công hơn người bản địa. Đó là một điều rất đáng tán thán, vì họ chỉ có một con đường duy nhất là tiến tới phía trước. Tình thế của họ được đặt ra trong một bối cảnh rất ngặt nghèo, lùi tới sau lưng là vực sâu, tiến tới phía trước là một núi cao và vội, không có con đường bằng phẳng, phải leo. Dĩ nhiên cơ hội của leo có thể làm cho người đó rơi rớt, nhưng cũng có thể làm cho họ đạt tới đỉnh cao. Nhờ có ánh sáng của Phật pháp soi đường, rất nhiều người Phật tử đã thành công trong sự tìm kiếm một mảnh đất hứa mới rất khó khăn.
với rất nhiều nỗi đau của quá khứ, với rất nhiều nỗi ám ảnh của những sự dằn vặt do môi trường điều kiện chính trị xã hội đã tạo ra cho họ. Nhưng sau những năm khó khăn đó đó, rất nhiều người cũng muốn tìm kiếm những đời sống hạnh phúc tương tự. Họ đã đi vượt biên ra nước ngoài bằng con đường của hôn nhân, bằng con đường của hợp tác lao động và bằng nhiều phương tiện khác nữa. Trong số đó có rất nhiều người thành công, nhưng cũng có rất nhiều người bị thất bại. Có nhiều người có công ăn việc làm, giàu sang phú quý tại Việt Nam, cứ nghĩ rằng là Hoa Kỳ là thiên đường, Pháp, Canada, Úc là thiên đường. Bỏ hết tất cả nghề nghiệp của mình để đi tìm kiếm một thiên đường mới. Sang đó sự thích ứng diễn ra rất chậm, vì bản thân của họ là những người giàu có, cho nên họ quen với phong thái của sự giàu có rồi. Từ bỏ nghề nghiệp sở trường của mình, đi qua một mảnh đất hứa mới mà không hề có kiến thức về ngôn ngữ, không hề có kiến thức cập nhật với những phương pháp luận mới, với những văn bằng mới, với những điều kiện mới, làm cho họ không được tuyển chọn trở thành một người có vai trò quan trọng trong một chức nghiệp nào đó. Cho nên đồng lương của họ trở nên rất thấp. Và cuối cùng nỗi khổ niềm đau mỗi lần hồi tưởng ký ức về những gì mình đã có tại Việt Nam làm cho họ rơi những giọt nước mắt. Rất nhiều người đã đến tâm sự điều này. Trở về Việt Nam rồi bị sĩ diện, bị người ta phê bình chỉ trích đó rằng là đi rồi mà tại sao lại về Việt Nam, ở một nơi giàu sang phú quý hơn mà không ở, trở về một cái nơi rất nghèo khó, một nước thuộc về nền kinh tế thứ ba, điều kiện kinh tế chính trị xã hội nó có thể không bằng ở nước ngoài. Nhiều người chỉ vì những lý do về sĩ diện đó đã phải chôn vùi cả cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta không đề cập đến việc là khuyến khích người đi hay là về, mà chỉ nói ở chỗ nếu như tại Việt Nam chúng ta có được cơ ngơi sự nghiệp và điều kiện phương tiện rồi, sống được an vui hạnh phúc rồi, thì chúng ta nên phát huy sở trường đó, không cần phải tìm kiếm một mảnh đất thứ mới khi mà chúng ta không xác định được rằng mảnh đất đó có thể tạo cho mình được cái gì. Thái độ xác quyết không do dự sẽ giúp cho mình có một quyết định rất sáng suốt. Còn bằng không đó, tới ngày cứ bị do dự chi phối, ảnh hưởng, tác động, làm cho mình ở cái bên Việt Nam thì nghĩ bên Hoa Kỳ, qua đến Hoa Kỳ thì nghĩ về Việt Nam, thì cuối cùng không đi tới đâu. Tiến trình khởi thủy của tội giác bắt nguồn từ sự xác quyết của tâm, trên nền tảng của nhân quả, của nhận thức, của hiểu biết, của kinh nghiệm. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã xác định rằng bản chất của tội giác là tạo ra sự thanh tịnh, an vui và hạnh phúc. Đừng bao giờ bám víu và chấp trước vào cái này. Sẽ là một sai lầm nếu như một người nào đó có thái độ tâm lý muốn sở hữu hóa giá trị tâm linh mà mình đạt được. Bản chất tâm linh là của chung, con đường an vui giải thoát là của chung. Đừng bao giờ sở hữu hóa nó cho tâm thái của mình, cho ngôi chùa của mình, cho gia đình của mình, cho bản thân mình. Như Lai nói, ai sở hữu hóa chân lý, người đó sẽ bị khổ đau. Lòng hãnh diện tự hào bắt đầu có mặt trong thái độ sở hữu hóa này. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật là chuyển hóa các ngóc ngách, gai gốc của cái tôi. Cái tôi đó có gai gốc của sự hãnh diện, của sự sĩ diện, của lòng tự hào, của mặc cảm tự ti, của thái độ rụt rè, của lòng do dự, của sự nghi kỵ, của sự khủng bố, của sự sợ hãi, của sự chủ trương độc nhất, của thái độ đặc quyền chuyên chế bằng quạt, cho rằng mình là đỉnh cao chân lý, mình là số một, tất cả mọi cái mọi con người còn lại chỉ là phụ thuộc. Tất cả những quan điểm đó đã tạo ra gai gốc của cái tôi. Chấp trước và bám víu vào chân lý cũng có thể dẫn đến thái độ hãnh diện tự hào tương tự, rằng tôi đi tu đúng, những người khác tu sai, pháp môn tôi là số một, pháp môn còn lại là sai lầm. Từ đó trong những người huynh đệ cùng một bậc thầy tâm linh tự giác Như Lai Thế Tôn, chúng ta trở thành những người sai lầm với nhau. Rất may trong truyền thống tâm linh của nhà Phật,
nhiều tâm môn pháp phái, nhiều pháp môn hành trì, nhưng chưa bao giờ những người hành giả Phật tử cho rằng chúng ta là kẻ thù, chúng ta là chân lý duy nhất, còn những người thuộc pháp môn khác là sai lầm, chưa có những quan niệm đó. Như là Thế Tôn đã gợi nhắc lần, muốn cho tâm của mình không bám víu chấp trước vào chân lý thì hãy hình dung và nhớ về dụ ngôn chiếc bè, Như Lai đã dạy trong bài kinh thứ 22 Người Bắt Rắn. Bản chất của chánh pháp được giảng dạy là để vượt qua nỗi khổ niềm đau, không phải để tôn thờ và nắm lấy. Như là Thế Tôn nói cũng tương tự như vậy, chiếc bè để giúp cho con người vượt qua xong. Ai bám víu vào chiếc bè, sau khi qua đến sông rồi không chịu lên bờ, dùng chiếc bè đó rầy đây mai đó ở bốn phương trời, chắc chắn là giá trị hạnh phúc sẽ không được đảm bảo. Hoặc là tôn thờ nó đến độ khuân vác nó trên vai, đổ nó trên đầu, đưa nó lên trên bàn thờ để đốt nhang cúng kiến mỗi ngày mỗi giờ, không chẳng có giá trị gì. Ngược lại làm ảnh hưởng một cách tiêu cực đến những người đang cần chiếc bè đó mà không có phương tiện để vượt qua. Nói một cách khác là đừng bao giờ tôn thờ kinh điển ở trên bàn thờ, mà hãy tôn thờ đó bằng giá trị ứng dụng hành trì hàng ngày, chuyển thể nó qua đời sống. Vậy là khi chúng tôi ăn đóng kinh, chúng tôi rất là kén chọn. Chỉ có những ngôi chùa nào, những Phật tử nào có nhu cầu đọc tụng nó, mình mới ăn tống. Chứ tầng lứa thông thường đó, người ta đem quyển kinh về đem lên bàn thờ thờ, nghĩ rằng là thờ kinh có phước, không có giá trị gì hết. Đừng bao giờ tôn thờ chân lý theo cách thức đó, mà tôn thờ chân lý bằng cách thức hành trì, để không sở hữu quá nó, giúp cho mọi người, đặc biệt là con em của mình, người thân của mình được chia sẻ và được thưởng thức. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã trình bày cách thức ngừng cung cấp thực phẩm của luân hồi cho đời sống. Như là chúng tôi đã xác định có bốn loại thực phẩm được xem là dưỡng chất của sanh tử, được xem là dưỡng chất của khổ đau. Nó là cơ sở dữ liệu để giúp cho chúng sanh được trưởng thành lớn lên khi có mặt rồi. Nó là yếu tố và điều kiện cần thiết để giúp cho chúng sanh sẽ bắt đầu có mặt sau một tiến trình qua đời ở một cảnh giới, một sự sống nhất định nào đó. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là những loại thực phẩm được đưa vào trong cơ thể thông qua miệng và cơ thể vật lý nói chung. Chẳng hạn như chúng ta ăn những vật liệu cứng và mềm, lớn và nhỏ, hay là chúng ta truyền nước biển vào trong mạch máu, hay là chúng ta tiêm những thuốc bổ vào trong cơ thể, vân vân, đều thuộc loại vào đoàn thực. Khái niệm đoàn thực nó phát xuất từ nền văn hóa của Ấn Độ. Nền văn hóa này người ta ăn bằng bóc, không dùng đũa và muỗng, cho nên các thực phẩm muốn đưa vào trong miệng một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến việc dính lên luốc ở trên môi, làm mất đi vẻ đẹp trong lúc ăn, thì người ta thường bỏ các loại các thực phẩm chung lại rồi dùng tay nghiền nát nó ra, sau đó vò lại thành viên mới đưa cái viên đó vào trong miệng để ăn. Có nhiều người đã biểu diễn dùng cái viên thực phẩm này thảy đưa lên trên rồi ngửa miệng ra để hứng lấy. Nếu như thực phẩm đó rớt vào ngay trong miệng mà không bị dính lem luốc ở trên râu quai nón của người nam, thì người đó được xem là những người thiện xạ trong nghệ thuật ăn uống. Cái niệm đoàn thực đã có từ gốc rễ của dân hóa Ấn Độ, liên hệ đến cách thức ăn uống này. Chúng ta có thể hiểu nó như là tất cả những loại thực phẩm cứng và mềm, chất rắn và nước nói chung, bao gồm luôn cả lương khô, hay là những loại thuốc bổ, hoặc là những loại thuốc mà các nhà khoa học vũ trụ không gian nói chung đã sử dụng, có thể tiêm uống vào trong cơ thể, nuôi họ trong vòng 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Thì tất cả những thứ đó đều được gọi là đoàn thực, mặc dù cấu trúc của nó không có dạng thù của hình tròn hay là hình viên. Bản chất của đoàn thực sẽ giúp cho con người được lớn mạnh, trưởng thành. Nơi nào thiếu thực phẩm, nơi đó bị còi xương,
giảm thiểu sự sống, bệnh tật gia tăng. Cho nên chăm sóc cho tuổi thọ con người phải chăm sóc từ thực phẩm, có nghệ thuật ăn uống, biết cách. Không phải là nạp vào trong cơ thể nhiều thì người ta sống khỏe. Người giàu sang phú quý thì mỗi ngày cũng ăn chừng 3 cử mà thôi, ăn nhiều quá bị béo phì dẫn đến những chứng bệnh khác. Cho nên phải biết sử dụng những thực phẩm nào cần thiết cho đời sống, từ đó giảm thiểu chủ nghĩa tiêu thụ ảnh hưởng đến thể chất, thể trí và tinh thần của con người. Như là cái tôi nói, nội trong cách thức ăn uống không là con người có thể giảm thiểu được bệnh tật mấy mươi phần trăm. Lời tuyên bố này còn hơn cả các nhà y học hiện đại. Ai đã từng bị bệnh có thể cảm nhận được điều đó. Điều trước tiên các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ, các dược sĩ hay là các y sĩ đông y yêu cầu chúng ta phải kiên cử nhiều lắm. Chẳng hạn như bị bệnh xương khớp đau nhức mà ăn những đồ lạnh, đồ mát, hay là những loại măng, rồi cà tím, các loại hải sản, hoặc là mắm vuốt, nước mắm, rồi ớt, gia vị, dầu mỡ, thực phẩm cách điên, thực phẩm nguội lạnh, vân vân, thì chứng bệnh đau nhức xương khớp sẽ không bao giờ hết được. Nội chừng mấy mươi phần trăm của chế độ ăn uống thôi đã làm giảm thiểu được cơn bệnh, hoặc là khống chế cơn bệnh, khoanh vùng cơn bệnh. Bản chất của đoàn thực là tạo ra sức khỏe để giúp cho tuổi thọ con người được kéo dài. Thực phẩm thứ hai là súc thực, pha sam aharo. Súc thực là một loại thực phẩm tiếp xúc các giác quan với đối tượng trần cảnh của nó. Dĩ nhiên nó không có giá trị kéo dài mạng sống như là trong trường hợp của đoạn thực, nhưng nó làm thăng hoa giá trị của cuộc đời, nó tạo thêm được những giá trị ý vị, chẳng hạn như nhu cầu giải trí nó đều thuộc về súc thực. Xem phim là súc thực của con mắt, đi du lịch ngắm cảnh có chỗ này chỗ nọ đều thuộc về súc thực. Có nhiều người mỗi ngày mà không ra đường phố nhìn thấy cảnh tượng chịu không nổi, đặc biệt là những tài xế lái xe du lịch, tài xe hơi, xe taxi. Ngày hôm nào mà ở nhà một ngày không được đi làm, họ cảm thấy khó chịu vô cùng, bởi vì yếu tố xúc thực không được tiếp tục nuôi dưỡng. Có nhiều người quen ca nhạc rồi, bữa nào mà không có một bản ca là nghiêng cả nước miếng, rồi con người trở nên bãi quải, khó chịu bần thần. Là vì cái nhu cầu thực phẩm tiếp xúc của lỗ tai thông qua âm thanh du dương trầm bổng hay là sốc nổi căng thẳng trên da, nó tạo ra một thói quen của sự hưởng thụ. Xúc thực có thể được hiểu như các hương liệu gia vị, và quan trọng nhất, nguy hại nhất đến tiến trình của sinh tử, đó là đời sống sinh hoạt vợ chồng. Cái nhu cầu xúc thực đó là một thực phẩm, thiếu những loại thực phẩm này đời sống hạnh phúc vợ chồng có thể bị tan vỡ, mà quá nhiều nó cũng có thể dẫn đến tan vỡ một cách thức khác. Như là cái tôi đã phân tích và nói rất rõ về những điều này, bởi vì bản chất của nó có thể tạo ra những thói quen một cơ nghiện. Ai đầu tư hoặc là quá lệ thuộc nhiều vào thực phẩm xúc thực liên hệ đến các giác quan và đối tượng trần cảnh của nó, người đó sẽ bị lệ thuộc, đi tới đâu cũng kéo thêm bầu đoàn thê tử của những thói quen, của những sự ràng buộc, của những ức chế, của những cái không thể nào vẫy vùng nổi. Thực phẩm thứ ba là tư niệm thực, mano sanchetana aharo, nó liên hệ đến ý chí, tác ý, ý niệm của con người, như là một loại thực phẩm kéo dài mạng sống, kéo dài tuổi thọ của con người nhiều lắm. Ý chí có thể kéo dài tuổi thọ. Một người bệnh nằm la liệt trên giường nhưng có một sự kiện, một sự việc nào đó chưa được kết thúc, cái lòng mong mỏi kết thúc nó hay là mong mỏi muốn thực hiện nó sẽ làm cho họ có thể sống dài hơn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, vân vân. Hoặc là thương được một đứa con còn trẻ thơ nhiều quá, chứ làm cho họ kéo dài thêm tuổi thọ được vài tháng. Hay tiếc nuối một cái gì đó làm cho họ khó thể đi liền khi mà giá trị của tuổi thọ đã hết. Thì bản chất có sự nuối kéo về ý chí, về nguyện vọng vân vân sẽ kéo dài thêm tuổi thọ. Hiểu được cái nguyên tắc tâm lý này, muốn ra đi một cách nhẹ nhàng
hành giả và những người đang bị cơ mình khống chế chi phối cần phải từ bỏ nó một cách có nghệ thuật, đừng tiếc nuối. Những biểu ngữ khuyên giới trẻ và nhiều người khác nhau trong xã hội từ bỏ những cơn bệnh của HIV và AIDS với những câu rất ấn tượng: đừng chết vì thiếu hiểu biết. Cái đó nó tạo ra một thái độ chấm dứt vĩnh viễn. Hoặc là những câu biểu ngữ khuyên con người đừng nên hưởng thụ các loại xì ke ma túy bằng cái câu ma túy vẽ một cái khúc, một cái đầu sọ rồi một chữ S là không nên, với một câu tiêu đề bên dưới: đừng thử dù chỉ một lần. Một lần đủ mang đến cái chết, một lần đủ mang lại khổ đau, một lần đủ có thể hối hận mà vẫn không có thể làm mới được cuộc đời. Đó là những thái độ rất dứt khoát để giúp cho con người mạnh dạn chấm dứt nó, thì thấy đó được rằng nó không phải là nhu cầu của hạnh phúc cần thiết cho đời sống. Hình ảnh cuối cùng mà Như Lai dạy là hãy cài đặt yếu tố và thái độ của sự buông xả trong bản chất của dòng cảm xúc hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Chúng ta cần phải cài đặt vào trong tâm một chương trình xả ly tham ái. Chương trình đó phải có một cái hoạt động autorun, tức là nó tự điều khiển. Khi nó được cài đặt vào rồi thì nó sẽ có những chức năng để tìm kiếm những nhu cầu của hoạt động tính dục, khống chế, khoanh vùng rồi chuyển hóa những nhu cầu này để làm cho hành giả nó có thể đạt được sự tu tập một cách lâu dài. Còn đối với những người tại gia thì khoanh vùng nó trong phạm vi của luật pháp về đời sống hôn nhân cho phép. Sự buông xả này nó có thể được hiểu như là cách thức chúng ta buông một gánh nợ, hoặc là quẳng một gánh nặng ở trên vai xuống, hay là thoát một cái ếch kéo xe, hoặc giống như một trạng thái nhẹ nhàng thoải mái của một người không còn bị vướng víu trói buộc ràng buộc bất cứ một cái nhu cầu cảm xúc nào. Sự buông xả cũng tạo ra giá trị thoải mái thông dong như vậy. Có thêm những bóng hồng ở trong đời sống của mình ngoài hôn nhân và hôn thú là tạo thêm những sự ràng buộc và mỏi mệt, căng thẳng, trốn tránh. Có thêm những nhu cầu của sự hưởng thụ khoái lạc giác quan đối với những người xuất gia làm đánh mất đi hết tất cả những gì mà mình dấn thân cho đời sống tu học mấy mươi năm trên một lý tưởng nhất định nào đó. Cái nhìn thấy chúng giống như một gánh nặng, như là một sợi dây xiềng xích, như là một cái gì đó đè, như là một cái trọng lực có thể làm tan nát đời sống hạnh phúc của con người. Thì từ đó sự buông xả và thoát ly, chuyển qua nó mới có thể được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng mà không cần sử dụng bất kỳ một cưỡng lực nào để khống chế nó. Nó có thể khởi đi bằng ý thức, bằng một chương trình tự điều khiển, tự cài đặt với sự tỉnh thức cao độ, bằng sự hỗ trợ của những phương pháp quán tưởng rất có nghệ thuật. Sau khi trình bày các phương pháp chuyển hóa thì dĩ nhiên câu hỏi sẽ xuất hiện ở người nghe: hết dục còn gì? Đây là câu hỏi rất lớn được rất nhiều người tại gia đặt, hoặc là những người không chấp nhận con đường xuất gia của tu sĩ Phật giáo chuyển hóa năng lượng tính dục, trong khi tôn giáo của họ vẫn cho phép các vị tu sĩ có đời sống gia đình. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất khuyên người xuất gia không nên bận tâm và để ý đề tứ đến các đời sống của người tại gia như vậy. Người ta đặt ra là liệu sau khi hết dục đó con người có sự sống, con người còn giá trị hay không, bởi vì nó là một bản năng rất tự nhiên. Câu hỏi này nó có thể liên hệ đến khái niệm sợ bị diệt chủng của nhân loại. Nếu người ta đặt một vấn đề tất cả những người nam và người nữ đều đi tu theo đạo Phật thì liệu loài người có bị diệt chủng hay không, khi tất cả mọi người đều tu theo đạo Phật, tình huống đó và không tạo ra sự diệt chủng của con người, là bởi vì trong tiến trình tái sanh vô bờ vô bến
Con người mà tu và được chuyển hóa năng lực tính dục sẽ trở thành những bậc thánh. Họ không có tạo ra một tiến trình nối kiếp hay là nói dối tâm đường trong tương lai, nhưng các chúng sanh ở các hành tinh khác, các loài động vật ở cõi Ta Bà và các hành tinh khác, sau khi trả hết những cái kiếp đầy đọa của nó do nghiệp dẫn dắt, nó sẽ tái sanh làm con người. Cái quy trình chuyển hóa từ con người trở thành chư thiên, từ con người trở thành những bậc thánh, và từ các loài động vật trở thành con người đó, là một quy trình diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, khắp mọi nơi và mọi chỗ. Có những cái sanh ở hành tinh khác tái sanh làm con người ở hành tinh này, có những con người ở hành tinh này tái sanh làm con người ở những hành tinh đó. Do đó dầu cho cả hành tinh này tu tập một cách có nghi thuật và đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng không bao giờ có tình trạng là bị diệt chủng nhân loại. Do đó không có. Nó là có những cái lợi khác. Không cần phải sợ những chứng bệnh HIV, không cần sợ những chứng bệnh của lầu xanh, không cần sợ và lo lắng đến những tệ nạn xã hội mà chúng ta có thể thấy trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Nó có cái lợi nhiều hơn là có cái hại, nhưng chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Làm gì có chuyện mà cả thế giới này, tất cả mọi người nam mọi người nữ đều đi tu. Số lượng người đi tu tính theo tỷ lệ nhiều nhất là ở Tây Tạng, cũng chừng lắm là 40%. Còn ở Thái Lan nó cũng khoảng chừng 5-6%, mặc dù người nam nào cũng trải qua đời sống tu tập. Do đó đặt ra một câu hỏi mà nó không bao giờ xảy ra trong hiện thực, mà nó có thể chỉ ra trong tâm tưởng, là điều cũng không nên. Do đó chúng ta không nên sợ. Vấn đề ở chỗ có người nói là tôi cần phải nói dở tâm đường. Liệu đi tu như vậy á, thì hạt giống chất xám của tôi trong công việc làm ăn kinh tế, trong nghệ thuật, trong các lĩnh vực khác á, có thể không có lời phục vụ cho cuộc đời hay sao? Từ đó ở trên thế giới này đã có nhiều ngân hàng của hạt giống của người nào được lưu giữ. Các ngân hàng của các nhà khoa học, các nhà bác học, những nhân vật lỗi lạc, nổi tiếng, với hy vọng rằng là những hạt giống tinh hoa đó có thể được cấy đặt vào trong người nữ, tạo ra chất xám cho xã hội, chưa chắc hả? Cấu trúc và ảnh hưởng gen di truyền nó ở một mức độ nhất định nào đó. Nghiệp lực quyết định gen di truyền. Nghiệp lực nó tạo ra sự thay đổi vượt ra ngoài cấu trúc và bản chất của gen, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Có rất nhiều cha mẹ là nhà giáo sanh ra con cái đốt sách. Có nhiều bậc cha mẹ rất đạo đức mà sanh con cái ra là kẻ diệt chủng thì sao? Cá tánh của con người liên hệ đến nghiệp lực. Nghiệp lực đó nó liên hệ trực tiếp, gián tiếp đến phong tục, tập quán, truyền thống, giáo dục, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cách thức ứng xử giao tế, nhiều yếu tố lắm. Gen không chưa đủ. Cho nên đừng sợ là tình trạng diệt chủng có thể diễn ra. Cho nên hết dục rồi, nó còn một cái khác, là một năng lượng được chuyển hóa. Năng lượng đó được bản kinh như là rất rõ. Đạt được sự cứu cánh về đời sống an vui, thoát khỏi mọi khổ ấp, tâm của hành giả sẽ được an ổn tuyệt đối. Hành giả sẽ đạt được sự thành tựu về đức tánh của một bậc thánh, trở thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời. Cho nên khi hết dục rồi đó, không phải là mất đi, không phải bị diệt chủng, mà trở thành một con người với một giá trị đóng góp cao hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn, giá trị hơn, lâu bền hơn. Hiểu được điều này thì ai có tâm niệm đi xuất gia mạnh dạn, đừng sợ rằng là mình mất đi nói dở tông đường. Các nhân tài trong Phật giáo thường là những người đệ tử đến y chỉ, chứ không phải là những người được xuất thân từ tông môn pháp phái đó. Trong một tông môn pháp phái có thể có mấy ngàn đồ đệ, mấy trăm ngàn đồ đệ. Những người kế thừa đó thường là những người ở cho phép đến thôi. Bởi vì trong đạo Phật người ta kính đức, mến tâm mà đến để phục vụ lẫn nhau, để làm cho công trình Phật sự đó được lợi lạc. Cho nên có nhiều vị cao tăng đã không màng đến việc tiếp tăng độ chúng, vì nghĩ rằng là mình độ đệ tử của những người khác,
có thể có giá trị phục vụ cũng tương đương giống như là độ cho đệ tử của mình. Lúc đó đệ tử của mình ý lại rằng mình là thầy, mình có tên tuổi, có ảnh hưởng trong xã hội, trong tôn giáo hay là trong cộng đồng, làm cho chúng sẽ khó có thể tiến thân được lâu dài lắm. Do đó không cần thiết phải có đệ tử để phải nuôi, để huấn luyện. Còn đối với những người tại gia cũng vậy, cái khuynh hướng người ta muốn truyền thụ lại tất cả những bí kíp võ công của một ngành nghề nào đó cho con ruột của mình, chứ không cho những người dưới nước lạ. Rồi gia tài sự nghiệp mình làm nên bao nhiêu năm đó là muốn truyền cho những người thuộc về máu mủ của mình. Ngày nay khuynh hướng đó ở phương Tây đã được thay đổi ở một số nhà triệu phú tỷ phú, khi thấy rằng con cái của họ đó không có lòng hiếu thảo và sự truyền giao gia tài có thể làm cho chúng trở nên hư đốn. Cho nên có nhiều cha mẹ đã phải giấu cái ngân khoản, tài khoản của mình ở trong ngân hàng, không cho những người thân biết. Và họ đã làm một tờ di chúc từ lúc mà họ đang còn khỏe mạnh mấy mươi năm trước, khi họ có bị chết bất đắc kỳ tử trong các tai nạn hay là bệnh tật đó, thì cái số tiền và tài khoản này mặc nhiên được chuyển vào một cái chương trình từ thiện hay là một ngân quỹ về giáo dục hay một ngân quỹ về chế độ an sinh xã hội nhất định nào đó. Là vì họ thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc nó không nằm ở chuyện mà nói giỏi tâm đường, nằm ở chỗ là phục vụ được cái gì, cho ai, như thế nào, phạm vi ra sao. Đến lúc nào đó tất cả mọi người cần phải quan niệm như vậy thì lòng từ bi bắt đầu được mở rộng ra. Chúng ta không còn phục vụ cho người thân của mình nữa mà cho những người không thân, thì lúc đó tình trạng của lợi dụng lẫn nhau, hơn thua chém giật đó, nó sẽ giảm đi ở một mức định tối đa. Khi chúng ta chỉ lo chăm chút cho người thân của mình thì thái độ vị kỷ ích kỷ sẽ có mặt thôi. Còn khi mở rộng đối tượng ra, cái đó nó sẽ được tan biến, được chuyển hóa. Phần 2 của bản kinh là một nghệ thuật giúp cho người đồng tu là Thiên Chủ Sắc Ca được chuyển hóa. Chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cái cách thức đặt câu hỏi và yêu cầu của Sắc Ca đối với Như Lai Thế Tôn là: xin Ngài hãy giảng cho con một bài pháp làm thế nào để chuyển hóa được năng lượng tính dục ở người tu. Một cách vắn tắt thôi, ý ông muốn nói rằng là con không có nhiều thời giờ để nghe, con không thể đủ kiên nhẫn để học. Và cái khác hơn nữa là ông ta không phải đến với Như Lai Thế Tôn bằng một thái độ học giống như là những vị xuất gia, vì bản chất là vai trò địa vị của ông trong giai đoạn đó là hưởng thụ các hoạt động tính dục. Ông có thể muốn từng là người đồng tu với Ngài Mục Kiền Liên cũng không chừng, hoặc là ông muốn để cho những cái hoạt động và sự hưởng thụ tính dục của ông không làm cho ông bị đắm chìm để rơi từ cõi trời 33 xuống những hành tinh thấp hơn, mà ở nơi đó cơ hội của sự hưởng thụ này sẽ không bao giờ còn tồn tại một cách vĩnh viễn đối với ông. Cũng không chừng ông không hề nói dùng ý của ông ta. Sau khi Như Lai Thế Tôn nói một bài kinh ngắn cho Sắc Ca, Sắc Ca đã biến mất liền. Chúng ta có thể hiểu đây là một cách thức chuồn. Ông ta có thể sợ Như Lai Thế Tôn giảng dài quá đó, ông ta sẽ bị chinh phục, các nhu cầu của đời sống của thế nhân của ông ta sẽ bị đời sống xuất gia thay thế. Vì ông đã biết rất rõ rằng là rất nhiều người đến bằng một thái độ muốn chinh phục Như Lai Thế Tôn, nhưng sau một thời kinh, sau một buổi đối thoại, người đó trở thành đệ tử của Như Lai. Khả năng thần biến đó thông qua con đường giáo dục tuyệt vời đã làm cho ông ta rất có ý thức không muốn ngồi tiếp chuyện lâu với Như Lai Thế Tôn, cho nên nghe xong rồi chuồn là thượng sách. Ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngài Mục Kiền Liên mới dùng sức thần thông. Trong kinh mô tả, Ngài đã duỗi hai bàn tay ra giống như một phi thuyền con phơi bay một cách phù, biến mất khỏi giảng đường và có mặt ngay khỏi trời 33. Quan sát cảnh tượng một chút xíu thì ông đã nhìn thấy Sắc Ca đó đang hưởng thụ dục lạc với rất nhiều thiên nữ và thị nữ trên đây. Bên cạnh đó thì có đến 500 nhạc công đang trổi lên 500 loại nhạc cụ du dương trầm bổng, bởi vì nhạc có thể tạo ra cảm xúc tình cảm, có thể tạo ra nhu cầu của tình yêu, có thể kéo dài các sự hưởng thụ khác nhau. Cho nên chư thiên là những con người ở các hình sinh khác đó, đã từ lâu xa hiểu được những yêu cầu về cảm xúc này, cho nên họ đã tận hưởng nó một cách tối đa.
thấy tôn giả Bụt Kỳ Liên xuất hiện, Sakya đã ngưng lại hết tất cả những cuộc vui chơi đó và chúc tụng với những lời lẽ rất là đứng đắn, nói rằng: thưa tôn giả Bụt Kỳ Liên, đã từ lâu chúng ta không gặp nhau, hôm nay chúng tôi rất có phước được ngài quá khước tham quan đến cung điện của chúng tôi. Nếu ngài không chê thì xin mời ngài hãy ngồi ở trên cái ngai mà tôi đang ngồi. Nói xong ông ta như cái ngai rồi ngồi ở một cái ghế thấp hơn để bày tỏ lòng tôn kính của một người tại gia đối với một người xuất gia, mặc dầu tiền thân của họ là bạn đồng tu với nhau. Ở đây muốn nói là một điều là dầu cho vua chúa quan tước vai trò vị trí trước phận sò lớn chỗ nào đi nữa thì về đời sống tâm linh đó, của họ vẫn thấp hơn những người xuất gia chân chánh. Cho nên tôn trọng giá trị tâm linh chân chánh như vậy là để tô bò cho hạnh phúc của cuộc đời. Các chính thể nào mà muốn khống chế vai trò tâm linh thì không, chính thể đó khó tồn tại được lâu dài lắm, bởi vì họ sẽ đánh mất cơ hội để học được đời sống tâm linh và đạo đức ở những người xuất gia. Vua chúa có thể là và những nước Phật giáo Nam Tông đã quỳ mà và lại lục những vị xuất gia giàu chỉ mới cào đầu có một buổi sáng. Cái truyền thống đó vẫn còn được giữ rất đẹp cho đến ngày hôm nay. Cho đó quần chúng trong thời hiện đại vẫn gặp vua Thái Lan quỳ mập xuống giống như là cách đây mấy chục thế kỷ về trước của thời kỳ phong kiến quân chủ. Trong khi đó vua để tôn thờ đảnh lễ những vị xuất gia. Bản thân của vua cũng đã từng xuất gia 5-7 năm. Cứ vài năm một lần là nhà vua xuất gia 3 tháng trong mùa an cư. Và nhà vua Thái Lan thời hiện đại là người rất mẫu mực, không hề có hoa bướm, chỉ có một vợ duy nhất thôi. Khác với vị vua Mahidol đã tạo ra cái truyền thống cách tân của Thái Lan trong việc tiếp xúc với nền tảng truyền thống văn hóa của phương Tây. Ông có rất nhiều vợ, đến cả mấy trăm người con. Cuộc đời của ông đã được Hollywood dựng lên 2 bộ phim, cả 2 bộ phim đều đoạt giải Oscar, rất ấn tượng. Bộ phim mang tên là Vua và Tôi, The King and I. Quý vị có thể tìm mua và xem ở các chỗ mà cho thuê phim đó. Rất có ý nghĩa. Trong đó nhà vua hiện tại này là một người Phật tử điển mẫu, không hề có những nhu cầu vượt quá những hạnh phúc bình thường. Ông ta trở thành một người Phật tử, một hành giả rất lỗi lạc và mẫu mực. Sau khi mời gọi và chúc tụng xong rồi đó, thì ngài Mục Kiền Liên là đã phải giả vờ tạo điều kiện để thí nghiệm tâm của Sakya như thế nào sau khi nghe được bài pháp của Như Lai Thế Tôn. Hay nói khác, đó là một nghệ thuật để bắt mặt tâm trước khi hóa độ một người nào đó. Nó là một nghệ thuật vận dụng tha lực, hay là vận dụng yếu tố tha tâm thông để hiểu biết được cái dòng chảy cảm xúc người này ở chỗ nào thì quá độ mới có thể thành công. Ngài Mục Kiền Liên nói: thật là diễm phúc nếu tôi có thể nghe được một phần nào đó lời pháp nhiệm màu được Như Lai Thế Tôn đã giảng cho một cách vắn tắt khi nãy. Khi được đặt ra một câu hỏi yêu cầu như thế đó, rất là khó có thể từ chối được lắm. Nhưng mà xuất ra là một người rất có chiều sâu, là một người rất tâm lý. Ông ta trả lời như thế này: thưa tôn giả, tôi là một người rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Có những việc bận rộn dành cho bản thân tôi, nhưng mà cũng có những chuyện bận rộn liên hệ đến các cư dân của cõi trời 33. Đây là một lời biện hộ, nếu tôi có quên á thì xin tôn giả cũng tha thứ, bởi vì chuyện bận rộn làm cho tôi quên là một chuyện bình thường. Cái thứ hai ông ta trả lời đã lời cho tôn giảng: tôi rất khéo lắng nghe, nắm vững suy tư, không thể nào quên được. Đây là một lời khiêm hạ để mong người khác tặng lời như khen cho mình, hay là một lời tự khen. Ở chỗ, nếu tôi nhớ được những gì Như Lai Thế Tôn nói, tôi kể lại cho ngài nghe, thì đó là một chuyện rất hy hữu, dầu tôi rất bận rộn nhiều công việc khác nhau. Một người rất có chiều sâu về tâm lý. Thế biện hộ về quên là một chuyện thường để minh họa và giải thoát mình ra khỏi những nhu cầu cần phải tu tập, là điều mà rất nhiều người chúng ta đã sử dụng. Chúng ta có thể biện hộ rằng hôm nay tôi bị bệnh, công việc tôi nhiều quá,
Do đó tôi không thể nào thực hiện một khóa tu hay là dấn thân cho người Phật sự. Chúng ta đưa rất nhiều lý do. Khi mà con người có thái độ viện những lý do rồi thì mọi việc làm có thể trở nên ách tắc. Lúc nào cũng có điều kiện để tạo ra những lý do. Nhưng rất may cái vế thứ hai của ông ta đã thể hiện lên một tấm lòng lắng nghe. Nhưng mà lắng nghe đây là lắng nghe có giới hạn. Lắng nghe để tìm kiếm những kiến thức, chứ phải lắng nghe để dẫn đến những sự hành trì. Sau đó Sắc Ca đã thể hiện ra thái độ rất hãnh diện, tự hào về những gì mà mình đã thành công. Dĩ nhiên ông ta đã nhớ rất rõ ông và Ngài Mục Kiền Liên là bạn đồng tu. Ngài Mục Kiền Liên trở thành một vị thánh giả A-la-hán, hỗ trợ đắc lực cho công trình hoằng pháp của Như Lai Thế Tôn. Và ông trở thành một vị thiên chủ ở cõi trời 33, cũng là từng dẫn các đệ tử đồ đệ của mình tới nghe Như Lai Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng cái niềm hãnh diện của ông đó, làm cho ông không nhìn thấy được giá trị tâm linh của Ngài Mục Kiền Liên, mặc dù ông đã mời thỉnh Ngài Mục Kiền Liên ngồi trên ngai vàng của ông. Ông nói như thế này: lầu đài mà tôi đã tạo ra này, nó là kết quả của một cuộc khải hoàn trong một cuộc chiến mà rất là lâm ly bi đát giữa thế giới và cảnh giới của chư thiên và thế giới của các A-tu-la. Đây là hai cảnh giới có mặt ở hai hành tinh khác nhau. Trong kinh mô tả đó, người nam trong thế giới của A-tu-la thường xấu, trong khi đó nữ của A-tu-la thì rất đẹp. Chư thiên A-tu-la thì vạm vỡ to con lớn sát bảnh bao, cho nên họ thường thích các nữ A-tu-la, và cuộc chiến giành các nữ A-tu-la đã từng diễn ra giữa hai thế giới chư thiên và A-tu-la này. Phần thắng phần lớn thuộc về chư thiên, bởi vì trình độ khoa học, phương tiện chiến lược chiến thuật của họ cao hơn là những người A-tu-la, vì lòng sân đã làm cho A-tu-la trở nên nhỏ bé, trở nên xấu xí, trở nên mất hết trí khôn sáng suốt. Ông ta đã kể lại những kinh nghiệm đó. Ông ta nói rằng là cái tòa nhà này đó tôi đã tạo lên, trong đó nó có đến cả 100 vọng tháp khác nhau. Mỗi một vọng tháp có 7 ngôi nhà hình tam giác, trong mỗi ngôi nhà hình tam giác có 7 tiên nữ, trong mỗi ngôi nhà 7 tiên nữ đó lại có 7 thị nữ để hầu hạ. Mời ngài hãy cùng tôi tham quan cung đài rất uy nga tráng lệ, sáng rực màu sắc với 7 loại ngọc báo khác nhau. Tôn giả Mục Kiền Liên đã im lặng nhận lời. Ở đây không phải là lâu lâu đi sửa mắt, giống như nhiều người nói là tu sĩ đi coi phim là sửa mắt. Ở đây Ngài Mục Kiền Liên muốn thăng hành với ông để có cơ hội chuyển hóa thái độ cống cao ngạo mạn của ông. Sự hãnh diện tự hào nó làm cho ông ta đánh mất đi hoặc là làm quên đi các tiềm năng hạt giống của đời sống thoát tục mà ông đã gieo trồng ở những đời trước với tôn giả Mục Kiền Liên. Thiên chủ Sakya cùng với đại vương Vasavana đã nhường Ngài Mục Kiền Liên đi trước. Khi đến đâu thì họ đi giải thích. Dĩ nhiên khi bước qua từng những ngôi nhà tam giác rồi các vọng tháp vân vân á, thì rất nhiều thị nữ và tiên nữ bẽn lẽn thẹn thùng e lệ như là đang nhìn thấy người chồng chưa cưới của mình. Bất kể mô tả như vậy, tức là sự e lệ đó đã tạo ra vẻ kiều diễm của người nữ, thu hút đến cái nhu cầu của tình yêu, của hôn nhân, của tính dục. Sống trong một môi trường như vậy, con người khó có thể thoát ra khỏi sự hưởng thụ lắm. Vì Ngài Mục Kiền Liên đã chứng thành thánh quả, cho nên những sự e lệ thẹn thùng, những ngôn ngữ của tình yêu tế nhị qua những hình thái của người nữ đó không đủ sức để chinh phục Ngài như đã chinh phục Thiên Chủ Sắc Ca. Chúng ta thấy chiến thắng đó làm cho con người trở nên hãnh diện và cao ngạo. Các nhà vua mở biên cương bờ cõi thông qua con đường thôn tính xâm lăng thường là những nhà vua rất cao ngạo, bởi vì tài của họ, chiến lược dùng binh thao lược của họ, cái khả năng mạnh mẽ của họ, quân sự của họ đã làm cho họ nghĩ rằng họ là số một trên thế gian này. Sắc Ca cũng rơi vào trong cái thái độ cao ngạo đó, rằng mỗi khi á ông nhìn thấy sự uy nga tráng lệ của cung điện, và ngay cả đối với người bạn đồng tu của mình kiếp trước, ông đã phải nói như thế này:
ở cõi Ta Bà, khi con người có những phương tiện nhìn thấy được cái hành tinh nguy nga trắng lệ của chúng tôi, đều nói rằng đó là cõi trời thứ 33, và sự nguy nga trắng lệ đó đều do Thiên Chủ mang tên Sắc Ca đã tạo dựng, thì các vị Thiên Chủ trước tiền nhiệm của ông không có thể làm nên việc đó. Thái độ cao ngạo thầy dẫn đến chủ nghĩa công thần, rằng tôi là người có ông nhất, rằng tôi đóng góp nhiều nhất, rằng tôi là người số một. Chúng ta đã thấy nó diễn ra một cách rất bình thường đối với ông. May mà ông đã có tiền thân là một người tu, mà ông còn hưởng thụ với cái sự đầy vanh của khoái lạc giác quan. Theo bản kinh mô tả, nếu chúng ta làm một bài toán cộng trừ nhân chia, thì tại cái cung đền này đã có đến 4.900 tiên nữ rồi, làm vợ của ông. Mỗi một tiên nữ có 7 thị nữ, và 7 thị nữ đều là vợ lẽ của ông, thì ông ta có đến là 34.300 thị nữ hầu hạ. Có lẽ đây là một con số phá kỷ lục, không biết là ở các hành tinh khác có như vậy không. Chứ theo mô tả này đó thì ông là một người có lẽ có đến mấy chục ngàn đứa con. Sự hưởng thụ khoái lạc giác quan đó lớn lắm. May mà ông có tiền thân là người tu đó. Mà còn như vậy, nếu như tiền thân của ông ta không phải một người tu, thì cái nhu cầu của việc hưởng thụ các hoạt dụng giác quan này có lẽ nó còn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên biết đó, nó tạo ra cái dừng. Hiểu nó tạo ra sự kết thúc. Còn không biết không dừng đó, nó có thể tạo ra rất nhiều sự dây mơ rễ má trong hưởng thụ. Và ở đây ông cũng còn biết ở chỗ là ông hỏi thỉnh Đức Phật giảng về nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục của người tu, vì ông đã bị thất bại trong một kiếp trước. Và ở trong đời sống hiện tại này, ông cũng hoàn toàn thất bại. Cái nhu cầu đó nó đã dâng trào quá lớn trong ông. Hay nói cách khác là lạc thú quá nhiều khó tu, phương tiện đời sống vật chất quá đầy đủ, việc tu tập lại càng khó khăn. Trước đây các nhà sư đều ở núi, ở rừng, tiếp xúc với môi trường, hoàn cảnh, điều kiện sinh hoạt thành thị không có nhiều, cho nên các giác quan nó được khống chế, được chuyển hóa, được chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Còn bây giờ đi ra đường có gặp nhan nhản ở đâu cũng gặp. Có những tờ báo người ta viết kiếm họa đó, công viên văn hóa lao động, đó là khu vực Tao Đàn đó, họ mới chú thích thêm đây là một công viên văn hóa, nó có rất nhiều hoạt động dao động, lao động của tình yêu, chứ có toàn là cặp trai và gái không. Cho nên đặt tên là công viên văn hóa lao động là một cái gì đó rất là xúc phạm đến bản chất của Tao Đàn, để phục vụ cho văn chương, chữ, nghĩa, thi, phú, hoạt động văn hóa. Ngày nay khuynh hướng đặt các khu phố mang tên văn hóa đó lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn. Ở đâu chúng ta cũng nói là khu văn hóa, làng văn hóa, nhà văn hóa. Như thể văn hóa là một cái gì đó nó thuộc về trình độ kiến thức sống, không phải. Chỉ sau 75 chúng ta mới thấy khái niệm văn hóa này được sử dụng sai với ngữ cảnh của nó. Và đã dùng cái từ trình độ văn hóa để muốn biết cái người làm đơn hay là cái người khai lý lịch này đã có được kiến thức học lực ở cấp độ nào. Thay vì ta dùng chữ học vấn thì đây là trình độ văn hóa. Cho nên văn hóa đã được hiểu với một cái nghĩa là có kiến thức, có hiểu biết. Cho nên văn hóa là những hoạt động vừa tinh thần, phần nhiều đó là tinh thần, gắn liền và tác động trực tiếp đến sinh hoạt vật chất. Và cái gì để lại những nét đẹp truyền thống, những nét riêng, cái đó là văn hóa. Các làng xã phố ấp của chúng ta không hề có văn hóa mà cứ để là khu phố văn hóa. Chỗ nào mà để nhiều như vậy thì chỗ đó thiếu văn hóa lắm. Nó là một cái phản tác dụng, chỗ nào để không được phóng quế nơi đây thì chỗ đó là phóng quế nhiều lắm, ta mới để. Tại vì cái bản đề là khu phố văn hóa, vì chỉ có lẽ nó có những hoạt động phi văn hóa sao. Cho nên cái cách thức đặt tên hết sức tế nhị. Chánh danh trong nghệ thuật dung từ có thể tạo ra những ý nghĩa, còn thiếu chánh danh có thể dẫn đến những sự phản tác dụng lớn lắm. Một công viên văn hóa như Tao Đàn trở thành lao động của tình yêu. Vào các công viên Việt Nam toàn thấy những loại hình lao động tình yêu không? Trong khi đó là ở Ấn Độ chuyện đó là chuyện phòng the. Ngoài đường phố vợ chồng không hề cầm tay nhau dìu dắt nhau đi. Huống hồ là có những cảnh trạng giống như là nền văn hóa phương Tây. Chuyện đó là không hề có.
nên tu tập ở Ấn Độ dễ thành công. Bởi vì nó không có những chuyện đó, không có lãng mạn, không có nhan nhản. Phim ảnh á, gần đây thì họ đã khai thác yếu tố đó trên phim ảnh, trong khi trước đây nó không hề có, cho nên người tu dễ dàng thành công. Còn ở trong những nền văn hóa mà lai tạp, Hiệp Trung Quốc đa dạng đó, thì những yếu tố tương tác qua lại đó làm cho các biến thái được phát sinh, và sự tu tập để chuyển hóa nhu cầu về cảm xúc đó, có khó có thể được thực hiện. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy Sắc Ca quá cao ngạo, để đánh thức ông ta khỏi sự cao ngạo này và muốn ông ta trở về một đời sống đừng quá đam mê trong sự hưởng thụ quá mức, Mục Kiền Liên mới dùng thần thông tập trung vào ngay mũi đầu của bàn chân, chấn ấn vào xuống lòng đất. Lúc đó cả cái cung điện và thế giới của cô trời Bao La bị rung chuyển giống như bị động đất. Dĩ nhiên nó không đến mức có thể tạo ra sự đổ nát như là khoảng 7 độ Richter trở lên, tạo ra một cái ấn tượng gây sự sợ hãi ở trong lòng của Thiên Chủ Sắc Ca và Đại Vương Sesavana mà thôi. Trong khi đó, hai nhân vật này đó lông tóc dựng ngược, hoảng hốt lo sợ, lo sầu vì cung điện của mình sẽ không còn nữa, thì lấy đâu cơ hội để hưởng thụ khoái lạc với các tiên nữ và thị nữ. Trong khi đó các thần dân được hoan hô tung tế rằng thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, sức thần thông lớn của Ngài Mục Kiền Liên họ mới chứng kiến lần đầu tiên. Họ càng thán phục thì Sa Ca lại càng hoang mang vì sợ bị thay thế. Ta thấy một người đạo tài hơn mình thì những gì mà mình thể hiện với họ trước đây nó không còn đủ sức thuyết phục để họ trở thành vợ, để họ trở thành những người phục vụ cho mình. Điều đó đã làm cho chúng ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn về đời sống nội tâm, để phải suy nghĩ lại. Hay nói một cách khác là thông qua sự chấn động về lâu đài đó, ông ta bắt đầu khởi sinh là một tâm niệm rằng tất cả những cái phục vụ cho hạnh phúc giác quan có thể đối diện với cái vô thường, nó có thể bị tan biến bất cứ lúc nào. Trạng thái thiên tai động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa có thể diễn ra ở mọi nơi và mọi chỗ, có điều nhiều hay ít, lâu hay là mau mà thôi. Ý niệm đó xuất hiện đã làm cho ông ta đã phải sợ hãi, và đây là một trong những nghệ thuật tôn giả Mục Kiền Liên đã cài đặt ý thức về vô thường vô ngã vào trong não trạng về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan của Thiên Chủ Sắc Ca, để đánh thức những hạt giống tâm linh mà vị Thiên Chủ này ở những kiếp trước đã từng là một hành giả tu tập. Cái thức đánh thức như vậy rất cần thiết. Sau khi ghi ý thức đó xong rồi đó, Ngài Mục Kiền Liên không hề có những lời giả từ, bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới cõi trời 33, trở lại Ta Bà này trong sự ngạc nhiên vô tận của những người thán phục và nỗi lo sợ của Sắc Ca. Chưa bình tĩnh mà chưa tỉnh thức khỏi cơn lo sợ và khủng hoảng đó, các thiên nữ đã nói: có phải vị ấy chính là Như Lai Thế Tôn, thầy của Thiên Chủ, người mà Thiên Chủ đã từng kể cho thiếp nghe hay không? Sắc Ca lắc đầu và nói rằng đó chỉ là người bạn đồng tu của ta mà thôi. Các thiên nữ không tin: thật là tốt lành, Thiên Chủ đã có một người bạn có sức thần thông rất lớn, có oai lực diện màu chưa từng thấy trong lịch sử. Chắc chắn rằng vị ấy chính là Như Lai Thế Tôn, thầy của Thiên Chủ. Cái thức này đã cho chúng ta thấy rằng họ đã cài đặt những ý thức về sự giới hạn của bản thân Sa Ca trước một vị bạn mà họ cho rằng có thể là Như Lai Thế Tôn. Với khả năng thân biến đó đã làm cho họ quy phục như vậy rồi, thì huống hồ là Như Lai Thế Tôn, thì họ càng phải quy phục nhiều hơn nữa. Câu chuyện độ người bạn tiền thân là đồng ru của mình đã kết thúc tại đó. Mục Kiền Liên trở về lại với thế giới Ta Bà, đảnh lễ quỳ bên Đức Phật trước sự chứng kiến của rất nhiều vị xuất gia và những người cư sĩ có mặt ngày hôm đó. Ngài đã kể lại sự kiện bay lên cõi trời 33, cuộc tiếp xúc giao du với Sắc Ca và những sự kiện diễn ra tại đây.
Sau đó yêu cầu Như Lai Thế Tôn hãy thuyết giảng lại bài kinh đó một lần nữa. Cái cách thức là mượn chuyện trên trời nói chuyện trên dưới đất á, là một trong những nghệ thuật hoằng pháp rất hay ở trong truyền thống kinh điển của Như Lai. Trước đây chúng ta có khái niệm là nói chuyện trên trời ám chỉ cho những chuyện quan đường không đâu, có thể không liên hệ đến những cái đang diễn ra như là những hiện thực. Ngày hôm nay chuyện trên trời không phải là chuyện không đâu mà chuyện rất hiện thực. Máy bay là chuyện trên trời, du quạn hành tinh này sang hành tinh khác là một chuyện trên trời, các loài có cánh bay từ nơi này sang nơi kia, định cư chỗ này sang nơi nọ, di cư theo mùa màng, theo thời tiết, theo khí hậu là những chuyện trên trời cả. Chúng ta đã vạch ra quỹ đạo của mặt trăng, của trái đất, của các dải ngân hà, của các dải thiên hà, vận tốc của ánh sáng, sự bay vân vân, lực hút của trái đất là toàn những chuyện trên trời mà không hề là những chuyện quan đường. Mượn những chuyện trên trời để nói những chuyện ở dưới mặt đất đó, là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự so sánh. Các so sánh nó có thể dẫn đến sự cống cao ngã mạn, nhưng mà nó cũng có thể dẫn đến sự thôi thúc để bắt chước làm những chuyện gì đó mình chưa đạt được. Mở cửa so sánh là một trong những nghệ thuật được cấp tăng. Đất nước nào mà bế quan tỏ cản hoặc bị người khác bế quan tỏ cản thông qua sự trừng phạt và kinh tế như là một hệ quả của cuộc chiến tranh lạnh đó, là một đất nước rơi vào một tình trạng khủng bố về kinh tế, hay là một tình trạng có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân. Cho nên phải mở cửa tìm kiếm những cái chuyện ở trên trời, ở những hành tinh khác, ở những quốc gia khác, để chúng ta thấy đối chiếu và người dân mới mở được tầm nhìn xa thấy rộng, đi một đàng học sàn khôn, từ đó không bao giờ còn hãm diện tự hào rằng mình là số một. Cho thực tế mình có thể là số một tự dưới điểm lên. Đó là một sự thật. Nên ngài Mục Kiên Liên đã tạo ra một cách thức mượn chuyện ở trên trời để nói về chuyện dưới đất. Chỉ riêng ngài không nói, ngài chỉ kể, và chỉ khi ngài kể thì tất cả mọi người có mặt đều nghe, tác dụng tâm lý thôi thúc để cho tất cả những người xuất gia chân chính đó, thấy được rằng cái nhu cầu của sự chuyển hóa đó, các phải là giác quan có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Bằng không đó, con người có thể rơi vào một hạnh phúc rất bấp bênh với những nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị mất nó một cách lâu dài như là sắc ca, vì thiên chủ của cõi trời 33. Hay là một cách khác, ở trong sự đối tác giữa vợ và chồng và giữa tình yêu giữa nam và nữ đó, thỉnh thoảng có những người có nhu cầu lớn hơn, bởi vì ở quê với một người nào đó rồi dẫn đến cảm giác nhàm chán, muốn tìm kiếm một người nào đó hấp dẫn hơn về ngoại hình, về tài năng, về khả năng, về kinh tế, về những nhu cầu khác nữa, có thể làm tan biến, và cảm giác hạnh phúc đó chỉ diễn ra một cách rất là tạm bợ. Khi nhìn thấy ngày Mục Kiền Liên là các thiên nữ này trở nên tháo phục vô cùng, mình nhìn thấy người chồng của mình á trở nên là một cái gì đó rất bình thường. Cái nhu cầu của sự thay thế, cái nhu cầu của sự đòi hỏi đó, đã tạo ra theo một cách thế là so sánh hơn với nhau. Nó là một cái cách mượn chuyện ở trên trời để nói chuyện với đất. Đừng bao giờ so sánh theo cái thức đó, bởi vì nó làm cho con người nuối tiếc, là cho người sống trong quan tưởng, là cho người sống trong ảo giác. Và cái hiện thực đó là cái mà người đó lại không chịu thừa nhận vì nó có sẵn. Góc độ thứ hai của chuyện dưới đất trong bài kinh này được Như Lai Thế Tôn lặp lại. Nhờ sự kiện chuyện trên trời đó, Như Lai Thế Tôn có cơ hội thuyết pháp cho tất cả những vị xuất gia và những người tại gia cùng nghe. Cái đó là cái thứ hai. Rồi có những tình huống Như Lai Thế Tôn không giảng. Khi không có ai hỏi, hoặc là ngài thấy rằng là nói là một cách tình cờ đó đôi lúc không tạo ra những hiệu ứng tâm lý hành trì ở người nghe, thì ngài không nói. Cần phải có sự thỉnh cầu. Sự thỉnh cầu nó tạo ra một hiệu ứng tâm lý của ngóng đợi, mong mỏi, và giá trị của sự ngóng chờ và mong mỏi đó nó làm cho người nghe dễ dàng thâm nhập. Khi thâm nhập rồi thì sự tu tập mới được diễn ra một cách tốt đẹp. Như là Thế Tôn đã kể lại bài kinh đó, tất cả mọi người có mặt là nhất là tôn giả Mục Kiền Liên vô cùng hoan hỷ, tin và hành trì theo. Trong khi đó ở đoạn đầu á, chúng ta nghe bản kinh mô tả là Sắc Kha chỉ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Như Lai Thế Tôn rồi chui mất tiêu, chứ không hề có tính thọ. Tính là tin, hoan hỷ khác với tin này.
nghe nói hay quá, lời lẽ sâu sắc quá, cho nên mình quan nghĩ, mình đánh lễ cảm ơn rồi ra về. Còn tin là mình nghĩ rằng nó là một triết lý, nó là một sự thật, và cái tin nó dẫn đến sự hành trì, nó cách nhau ở nhận thức thôi. Ở đây cái hiểu tâm lý của một bài kinh từ Như Lai Thế Tôn hoàn toàn khác đối với Sắc Ca là một thiên chủ với nhiều phương tiện hưởng thụ, và đối với Ngài Mục Kiền Liên cũng như là những vị xuất gia đệ tử của Như Lai Thế Tôn, nó khác nhau nhiều lắm. Cái hiểu tâm lý lớn nhất mà Như Lai Thế Tôn cần đó, đó là sự hành trì ở những vị xuất gia không chỉ là quan hỷ mà phải là tính thọ phụng hành. Bốn động từ này rất ấn tượng. Tính là tin bằng niềm tin chân lý, tin bằng lý trí, tin bằng nhận thức, tin bằng phán đoán, tin bằng sự hiểu biết. Thọ là bắt đầu thực hành, tiếp nhận nó đưa vào trong não trạng để như một phương châm. Phụng là văn giữ đó một cách tốt đẹp với tất cả lòng tôn kính. Trì là truyền bá, giữ với mình và truyền cho người, ngày càng mở rộng, ngày càng lớn. Thì đó là cái cần thiết đối với tất cả các hành giả. Nói tóm lại là bài kinh đã dạy chúng ta về hai khuynh hướng một đời sống. Một bên là đắm chìm vào các lạc thú. Người nghe pháp chỉ nghe chiếu lệ qua loa, thiếu nghiêm túc trong hành trì, không vì lý tưởng giải thoát, mà bởi vì đối tượng của họ, vai trò vị trí của họ không thể nào làm cho họ có thể có nhu cầu lớn hơn. Cái giới hạn nghiệp thức sẽ tạo ra giới hạn của kiếp người. Giới hạn của nhận thức nó tạo ra giới hạn của hạnh phúc và khổ đau. Ở đây Sắc Ca là một con người điển mẫu. Chúng ta có thể học được một thái độ về sự tu tập, chuyển hóa thái độ bản ngã của Sắc Ca. Ông ta đã nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Tất cả những công trạng do ông ta tạo dựng lên cho nên đã trở nên một người rất là ba hoa, tô điểm cho mình theo công thức, thấy sang bắt hòa làm họ. Chúng ta có nhớ là cái câu mà các thiên nữ nói, có phải đây là Như Lai Thế Tôn mà chàng đã từng kể cho các nàng nghe hay không? Tôi là ông ta về kể lại cho các bà vợ của mình nghe rằng Như Lai Thế Tôn bằng của ta bà rất ấn tượng, rất tuệ giác, rất giỏi giang như thế thể đó, nhưng không bao giờ tạo điều kiện cho những người đó trực tiếp để tiếp nhận, để thấy rằng chỉ có người chồng của mình mới đủ tư cách để ngồi chung, để nói chung, để đàm thoại, để đối tác, để giao tế, để ứng phó với những người sang trọng về tâm linh và đạo đức như vậy. Còn những tiên nữ và những thị nữ không bao giờ có được cơ hội. Đó là một cách thức tô vòi bản ngã. Khi phải tiếp xúc và giới thiệu tôn giả Mục Kiền Liên cho những bà vợ của mình nghe, cho bà vợ mình thấy, thì một lần nữa tôn giả Chắc Ca muốn cho thấy rằng tôi có những người bạn rất thần biến, rất màu nhiệm, có năng lực đến độ các bà đã phải tán thán hết mình. Khi ông đã phủ định không phải Như Lai Thế Tôn, các bà vẫn nói đó là Như Lai Thế Tôn. Nếu tôi nghe những gì ông mô tả về những cuộc tiếp xúc với Ngài thì đây chính là Như Lai Thế Tôn đích thực, chứ không có một Như Lai Thế Tôn nào khác. Nghệ thuật ba hoa đã làm cho ông ta bắt hoàng làm họ và tạo ra vị thế rất quan trọng ở mình và những người khác là không có. Cho nên khi tiếp xúc với các nhà tâm linh và đạo đức, những vai trò vị trí xã hội lớn đó, đừng để cho yếu tố bắt hoàng làm họ đó xuất hiện, và phải nghĩ rằng cơ hội này là cơ hội đồng điều, để mình có thể đóng góp cho người kia và người có thể giúp mình làm những việc cần làm. Người xuất gia không có cầu cạnh chính quyền, không cầu cạnh những con người có vai trò vị trí xã hội, xem họ như là những người bình thường, quan sát họ giống như một bộ xương đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Chính vì thế đã lúc á, những người có vai trò vị trí xã hội đến một ngôi chùa mà không được các vị trụ trì tiếp đón một cách nồng hậu, thì những người đó không đến lần thứ hai. Thì họ muốn bản ngã họ tô bỏ, rồi các nhà sư muốn bản ngã của họ được chuyển hóa. Hai thái độ ứng xử này khác nhau, mục đích thái độ khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau. Cuối cùng cái mà Như Lai Thế Tôn muốn những người nghe Ngài giảng và để hiểu, để hãnh diện và kiến thức mình có, để biết thêm một lĩnh vực mới mà để hành trì và truyền bá. Bởi vì con đường giác ngộ nó được thiết lập trên kiến thức, đặt lên nền tảng của tư duy, thể hiện qua những biểu đạt và hành động cụ thể. Đó là ba bài học mà chúng ta có thể học được từ bài kinh này.
Mặc dù bản kinh nói cho những người xuất gia, nhưng những người tại gia vẫn có thể học, nhất là những người quá nặng về sắc dục, đam mê về những cơ nghiện có thể làm tán gia bại sản, hay là làm cho các bà vợ, hay là những ông chồng, những đứa con, những đứa cháu trong nhà bị khổ đau, thì nên vận dụng một trong năm phương pháp được như là cái tôn giảng trong bản kinh này cho người tu. Chúng ta áp dụng khoảng chừng 30% thôi thì cái nhu cầu hưởng thụ đó sẽ giảm xuống liền. Làm ngày hôm trước, ngày hôm sau là có cái kết quả. Và đến lúc nào đó mình thực tập nhiều rồi, muốn nhu cầu tự bỏ nó luôn thì tu. Bản chất người tu là ở chỗ đó, sự thành công người tu là nằm ở sự chuyển hóa năng lượng này. Cho nên sau khi năng lượng tính dục được chuyển hóa rồi, con người đó sẽ trở thành vô ngã vị tha, tấm lòng từ bi vô biên, vô biên, không hề bị giới hạn trong bất cứ một hình thái nào. Học bài kinh này là để tăng cường thêm những hạt giống của sự tu tập, những hạt giống để gây dựng hạnh phúc trong hôn nhân, trong tình yêu, trong mọi lĩnh vực có thể liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến các giác quan. Và chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có vị nào đặt câu hỏi không? Dạ, mời cô. Alo. Dạ, đối với cư sĩ, chúng ta giới hạn thế nào để không rơi vào mất đi cái cảm xúc, để không rơi vào một cái hư vô ở trong cái tư tưởng của Bát Nhã? Ông Phật A Di Đà Phật. Còn nếu mà chúng ta là Phật giáo, có văn hóa của Phật giáo, mà văn hóa của Phật giáo đó, văn hóa thì đi chung ở trong cái nghệ thuật, ở trong cái nghệ thuật thẩm mỹ học, gọi là thẩm mỹ học, cái quan niệm đó có phải là từ ngữ của quan niệm của Tây Phương hay không? Thì Phật giáo có thâm mỹ học hay không? Tức là cái chân thiện và mỹ. Mà chân thiện mỹ nếu con biết không lầm á, thì phát xuất, chỉ như thí dụ như về hội họa, thì phát xuất có Michel-Ange, là cái tác phẩm gọi là tượng biểu tượng á, là La Création de l'Homme, tức là cái sự sáng tạo của ra con người. Thì qua cái bài học này, trong cái nói về cái vấn đề mà thẩm mỹ học, vậy Phật giáo chúng ta có thẩm mỹ học hay không? Hay như Đạo Phật. Cái điểm thứ hai là giới hạn để cho cái người tu sĩ, để cho cái người cư sĩ, nói chung là Phật giáo ta không rơi vào ở trong cái hư vô, trong cái tư tưởng. Hay như Đạo Phật. Dạ, xin hết. Cảm ơn cô đã đặt ra hai câu hỏi rất hay, và nó liên hệ trực tiếp với nội dung bản kinh mà chúng ta vừa học qua. Đối với người tại gia đó, thì bài kinh này không phải là một sự kháng cự lại nhu cầu của hạnh phúc giác quan với tư cách là vợ và chồng. Các thái độ lãnh cảm trong tình yêu và hôn nhân đó, nó trở thành một tảng đá kết băng, làm lạnh giá hạnh phúc giữa hai bên. Cái lãnh cảm đó có thể tạo ra những ức chế tâm linh lớn lắm, và hai người ở chung với nhau vẫn có thể trở thành hai người rất xa lạ, hai thế giới riêng biệt. Những chứng bệnh và bất lực của người nam và những chứng bệnh vô sinh của người nữ, nó ít nhiều liên hệ đến những dòng cảm xúc này. Khi chúng ta học bài kinh này á, nó không phải là cách thức để làm cho chúng ta bị lẫm cảm, hay là làm cho mình mất đi hết những cái thao thức, những cái nóng của tình yêu và hôn nhân. Nhưng nó là một bài kinh ứng dụng cho những người quá đặt nặng về các hạnh phúc giác quan của tính dục. Thì ai mà có quá nhiều về cái đó thì sử dụng bài kinh này với năm phương pháp quán được đưa trong kinh. Thì lúc đó thì họ sẽ bị lắng dịu xuống, và cái hạnh phúc hôn nhân chung thể một vợ một chồng sẽ được đảm bảo lâu dài. Cho nên tùy bài kinh mà chúng ta áp dụng. Có những người nào bị lãnh cảm thì không nên đọc bài kinh này. Đọc bài kinh này xong rồi cái là lãnh cảm luôn.
Nếu lãnh cảm theo dạng mà quán tưởng để chuyển hóa thì tốt, thì lúc đó thì họ sẽ có cơ hội trở thành một người tu thì hay. Còn trong tình huống họ muốn tiếp tục đời sống của người tại gia với những hạnh phúc của hôn nhân và gia đình, thì đọc bài kinh này với một cách thức là quán để giảm bớt, và họ, những người vợ hay là những người tình bị lãnh cảm do chồng của mình đã không chung thủy với mình, sử dụng mình như là một trong những phương tiện để hưởng thụ cái lợi giác quan, làm cho họ cảm thấy nhân phẩm của họ bị giảm đi nhiều quá, cho nên sự lãnh cảm bắt đầu có mặt. Thì lúc đó người vợ có thể tặng cho người chồng một đoạn kinh với năm phương pháp quán một cách tình cờ hay có ý thức, giới thiệu giải thích cho người chồng hiểu được, để người chồng có thể thông cảm được tại sao người vợ của mình đã bị biến thái dẫn đến tình trạng lãnh cảm, hay là chứng vô sinh, hay là những cái khả năng bị yếu của người nam, vân vân. Thì lúc đó các yếu tố tâm lý đòi hỏi quá mức mà biến người nữ trở thành một công cụ đó sẽ được giảm thiểu đi, sẽ được chuyển hóa. Cho nên nó là một trong những bài kinh hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình rất nhiều. Chúng ta phải biết là bài kinh này ứng dụng trong tình huống nào thì mới có thể áp dụng thành công được. Một bài kinh không thể nào đáp ứng cho mọi tình huống, cho mọi căn cơ được. Đó là điều thứ nhất. Đối với quan niệm thẩm mỹ, như là Thế Tôn chưa từng có một bài kinh nào dạy một cách có hệ thống như là các ngành thẩm mỹ học hiện đại. Vì thẩm mỹ học hiện đại đặt nặng quá nhiều về ngoại hình, về quan niệm thẩm mỹ, hay là cái khác là cái đẹp đó, nó liên hệ đến nghiệp thức của cái nhìn, là nghiệp thức của phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc hay là của từng cá thể con người. Như là Thế Tôn đã gọi sắc là một trong những yếu tố dẫn đến nhu cầu thẩm mỹ lớn, thông qua cái câu ngài phát biểu ở trong kinh Tăng Chi đó: ta chưa từng thấy một hình thái, màu sắc, dáng vẻ nào có thể hấp dẫn đối với người nữ như là một người nam. Tương tự, ta chưa từng thấy một hấp lực nào lớn có sức cuốn hút đối với một người nam như là hình dáng của một người nữ. Như là chúng tôi đã thừa nhận cái nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ đó ở con người. Nó để ở chỗ là một nhà đạo sư, một nhà tâm linh. Như là Thế Tôn không phân tích thẩm mỹ dưới góc độ của thẩm mỹ học, vai trò của cái đẹp, giá trị của nó với những biểu tượng, những cách lý giải và những phương thức để đề cao nó, chẳng hạn như là những cách thức thi hoa hậu thế giới, hoa hậu của từng quốc gia, hay là thi người đẹp mập, người đẹp ốm, người đẹp cao, người đẹp thấp, vân vân, nhiều hình thái khác nhau, rồi thi thời trang, thi áo dài, thi áo ngắn, thi áo tắm, vân vân. Chỉ là Thế Tôn không có đề cập đến những vấn đề đó, vì mục đích của ngài là từ góc độ thẩm mỹ để tạo ra một tầm nhìn của con người, không để cho thẩm mỹ đó quấn víu con người vào sự hưởng thụ thấp kém, mà hãy tạo ra những giá trị đạo đức trong thẩm mỹ để thăng hoa một phần nào đó của đời sống văn hóa và tinh thần. Cho nên như là Thế Tôn đã gọi nó là sắc dục. Vì sắc đó, màu sắc thẩm mỹ có thể tạo ra hấp lực giới tính lớn lắm. Nó có thể tạo ra những nhu cầu về tình yêu. Nó có thể tạo ra những nhu cầu của sự hưởng thụ. Vì lại Thế Tôn đã nhìn thấy phương diện tâm lý học của nó. Bởi vì ngài không phải là một triết gia theo nghĩa phân tích giá trị thẩm mỹ rồi giá trị tác hại của nó như thế nào. Các nhà triết gia không bằng tâm. Các nhà thời trang không bằng lòng. Các nhà không tục tập quán cũng không để ý. Như là Thế Tôn là nhấn mạnh đến ảnh hưởng đạo đức trên đời sống văn hóa của con người thông qua cái nhìn và quan niệm về thẩm mỹ như thế nào. Tức là một nhà đạo sư thì cái nhìn nó phải khác với những con người khác. Cho nên nhà Phật vẫn thừa nhận thẩm mỹ, vẫn nói về thẩm mỹ, thẩm mỹ về cái đẹp nội tâm, thẩm mỹ về cái đẹp tánh tình, thẩm mỹ về cái đẹp đạo đức, cái nết, cái duyên, cái công đức của con người. Nó vượt lên trên rất nhiều với những cái đẹp thẩm mỹ thuộc về ngoại hình, màu sắc, hình thái. Bởi vì cái đó có thể dẫn đến sự chấp trước, dẫn đến sự khổ đau, dẫn đến sự chiếp đoạt, dẫn đến sự loại trừ, dẫn đến sự khủng bố, vân vân. Như hình thái khác nhau là. Mà giờ Đức Phật không hề có một bài kinh nào mang tính cách là nói chuyên sâu về tổng thể quan niệm thẩm mỹ của ngài. Nhưng thông qua
những nhận xét và những phát biểu của Ngài đây đó trong các bản kinh để chúng ta có thể đúc kết lại quan niệm thẩm mỹ của Đức Phật đại khái như vậy. Do đó là những người xuất gia đó, không phải là chúng ta kháng cự lại thẩm mỹ, mà không để cho thẩm mỹ đó lôi cuốn mình vào những hoạt động ma túy của người tại gia. Chính vì thế đó mà Ngài Ma Tích Sa đã quan niệm cái thẩm mỹ đẹp của hàm răng, thay vì đối với rất nhiều người là cái duyên, cái dáng của người nữ, người trở thành là một cái gì đó gắn liền với bộ xương. Ở đây không phải là tạo ra một sự kháng cự và thẩm mỹ, mà là một cách nhìn để giúp cho họ thoát ra khỏi những ảnh hưởng của thẩm mỹ có thể dẫn đến là mất giá trị của người tu. Còn người tại gia thì không nên phải quan niệm như vậy. Nếu như họ đã chung thủy một vợ chồng thì cứ nhìn và thưởng thức cái đẹp không sao cả. Còn nếu như sự hưởng thức cái đẹp đó đã vượt qua giới hạn không cho phép, thì lúc đó họ nên quan sát những người khác giống như là bộ sư đang đi. Cái quan sát đó hoàn toàn không có đi ngược lại với quan niệm thẩm mỹ, mà nó là những cách thức biết dừng lại thẩm mỹ ở người mình thương, ở trong hôn nhân, ở trong hạnh phúc của gia đình. Còn đi quá đà trong thẩm mỹ có thể dẫn đến những sự truy lạc và những cách làm đổ vỡ những khế ước xã hội trong quan niệm của hạnh phúc nói chung. Chúng ta tạm dừng lại tại đây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ